quyển sách không nữ chủ, không thái giám. Đấu la đại lục, vũ hồn thành, trích tinh lầu. Bóng đêm đen kịt có vẻ chân thật mà lại hư ảo, bỗng nhiên thật lâu sau, một đạo tiếng đàn làm cho người ta mê say từ trích tinh mái nhà chậm rãi truyền đến. Người đánh đàn áo xanh tóc bạc, lâu kim mặt nạ, trời sinh sáu ngón. 20 tuổi, chính là đấu la trẻ tuổi nhất đấu la đại lục. Phong hào. Lục chỉ cầm ma, dạ thiên thần ban đêm, thánh nữ võ hồn điện từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đỉnh trích tinh lâu. Nhìn người đeo mặt nạ áo xanh xa xa, chậm rãi mở miệng. Nghe đồn miệng hạ giết người vô hình, tự có ghi chép tới nay chưa bao giờ thất thủ, phạm là trả giá tương ứng, vô luận người nào, nhất định phải giết. Tất nhiên là như thế. Không biết miệng hạ có dám thay ta giết một người hay không? Đinh. 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 Tiếng đàn lần nữa truyền đến, kèm theo tiếng trả lời mờ ảo u lãnh ai khẽ cắn môi bỉ bỉ đông lạnh như băng nói võ hồn điện giáo hoàng thiên tầm tật Bùng. đây là một cái sát thủ cố sự một cái cùng thần linh đánh cờ sát thủ cùng chính mình đánh cờ sát thủ cùng vận mệnh đánh cờ sát thủ từ then chốt trong tiểu thuyết đấu la phong hào cầm ma sát thủ này có chút lạnh không đạn cửa sổ đấu la phong hào cầm ma sát thủ này có chút lạnh txt toàn tập đao loạt đấu la phong hào cầm ma sát thủ này có chút lạnh chương 1 phần đệm cầu đề cử cất giữ đầu tư bạn đang nghe tại truyện chấm audio một mễ phất thập nhất trác thích văn phần 2, quyển sách đấu la đại lục này rất kinh điển nhân vật trong đó làm cho người ta khắc sâu hình ảnh vô luận là đường tam cũng được bị bỉ đông cũng được tính cách mọi người đều được đắp nặng rất tốt. Bỏ qua thị phi tốt xấu trong đó, đạo đức đạo đức, vô luận là từ tình tiết thiết kế hay là hành văn miêu tả, đều hấp dẫn một lượng lớn độc giả trung thành. Xem ta quyển sách này các bạn hữu, đại khái cũng là một loại đấu la ông ấp tình cảm ở trong đó. Bất quá, sách này mặc dù cũng là đồng nhân văn, nhưng là đối với trong đó một ít thiết lập sẽ tiến hành sửa chữa nhất định, không có khả năng cùng nguyên tác kín kẻ dạ thiên thần chính là một cái thuần túy sát thủ, đồng thời cũng có tình cảm thượng một ít rất nhỏ biến hóa. Vừa không phải thuần túy sản văn, cũng không phải ngược văn, lấy một cái sát thủ gốc nhìn đến xem kỹ đấu la đại lục, trải qua cái gọi là buồn cười vận mệnh nhất định. Cũng hy vọng quan sát quyển sách các thư hữu, có thể không tin mệnh, có can đảm cùng vận mệnh làm đấu tranh. Sau đó thích thư hữu có thể điểm cái sưu tầm, bỏ phiếu đề cử vé tháng, hoặc tắt đầu tư khen thưởng. Hải nạp bách xuyên, tác giả tới không cự tuyệt. Hết chương này. Chương 2 Lầu cao cao trăm thước, tay có thể hái ngôi sao, cầu đề cử thu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Nguy lầu cao trăm thước, tay có thể hái ngôi sao. Một tên đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, huyền thiên đại lục. Đây là một mảnh thế giới võ hiệp, có đường môn thần bí khó lường của ba thuộc, lấy ám khí quỷ dị chi pháp hùng thị thuộc trung. Có võ đăng sơn thái cực quyền một quyền phân thành hai nghi, hai quyền hóa bốn tượng, ba quyền khai thiên môn. Có thiên sư long hổ sơn tay cầm thiên lôi, thân khoát kim quang, kinh sợ yêu tà. Cũng có đại sư truyền kỳ tàng kinh các sâu không lường được của thiếu lâm tự vọng xuyên thu thủy, ngồi một mình khô thiện. Mà giờ phút này, ở Thái Sơn Đỉnh, vô số danh môn đại phái, võ lâm tông sư, chính vẻ mặt ngưng trọng nhìn cái kia vách đá dựng đứng ở giữa ông cầm thanh niên. Dạ thiên thần. Hôm nay ngươi đã là không đường có thể chạy trốn, đem thiên ma cầm dao ra đây đi. Một vị thiếu lâm cao công nội lực thâm hậu đối với thanh niên vách đá dựng đứng kia từng đợt tiếng sư tử rống, ý đồ dùng cái này để lớn mạnh thanh thế của mình. Trích tinh lâu đã bị diệt, những năm gần đây, bằng vào thiên ma cầm, người giết bao nhiêu người trong võ lâm, giết hại bao nhiêu dân chúng vô tội, hôm nay, chúng ta danh môn đại phái bao vây tiểu trừ với ngươi vẫn là chớ làm vô vị dãy dụ mới đúng lại một nhân vật cấp bậc đạo gia thiên tượng lão tổ mở miệng bình tĩnh nói với thanh niên từng đợt gió mát phất qua nhưng thanh niên trong vách đá dựng đứng lại không có chút động dung nào chậm rãi ngẩng đầu nhìn trước mặt đám này đạo mạo vĩ nhiên gia hỏa dạ thiên thần trong lòng cực kỳ khinh thường các ngươi nói rất đơn giản nói trắng ra chẳng qua là ham muốn thiên ma cầm trong tay ta mà thôi về phần tàn sát người vô tội, cái kia càng là một cái chê cười, ta trích tinh lâu thành lập tới nay, tiếp nhận nhiệm vụ, có bao nhiêu là các ngươi những này cái gọi là danh môn chính phái tuyên bố, chính các ngươi trong lòng rõ ràng, cần gì cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ đây. Đối với những người này, giả dạ thiên thần không thể rõ ràng hơn. Vừa sinh ra, hắn giả dạ thiên thần đã bị cho là một quái vật, trời sinh sáu ngón tay, bị cha mẹ vứt bỏ hoang dã, nếu không phải nhậm chức trích tinh lâu lão lâu chủ đi ngang qua đem dạ thiên thần mang về, hắn đã sớm là một người chết. Từ tiếp xúc tu luyện bắt đầu, hắn liền thể hiện ra thiên phú cường đại, 16 tuổi, liền trở thành trong giang hồ nhất lưu cao thủ. 16 tuổi lên, lão lâu chủ qua đời, dạ thiên thần nắm giữ trích tinh lâu, thu được hiện tại trong tay thiên ma cầm, phối hợp với một bộ thiên long bát âm, lại là vài năm thời gian, hắn đã trở thành giang hồ đỉnh cấp nhất cao thủ thế nhưng chuyện thiên ma cầm bại lộ, cộng thêm trích tinh lâu suy sụp sau khi lão lâu chủ chết, tự nhiên đám người này tự như sói con ngửi thấy mùi máu tươi, đem chủ ý đánh tới trên người trích tinh lâu. Hiện tại, trích tinh lâu đã chỉ còn lại một mình hắn. Giờ phút này, làm một gã đã chấp hành qua nhiều lần nhiệm vụ ám sát giả dạ thiên thần mà nói, sinh tử đã không phải trọng yếu như vậy. Bất quá, hắn nhất định phải trả giá thật lớn cho đám người trước mặt mình hôm nay. Hôm nay, các ngươi những người này nếu đuổi tới nơi này, ta đây dạ thiên thần, tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Đều đi chết đi cho ta. Nói xong, điện hoa hỏa thạch trong lúc đó, tại tất cả danh môn chính phái còn chưa kịp phản ứng, dạ thiên thần liền đem trong tay thiên ma cầm dựng đứng, thiêu đốt sinh mệnh của mình cùng toàn bộ công lực, máu tư dân lên rải ở thiên ma cầm phía trên, bị thiên ma cầm không ngừng hấp thu. Bùng! 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 Đinh! đinh, đinh. Từng đạo tiếng đàn khủng bố giống như thủy triều vọt tới, vô luận là ai, trong khoảnh khắc đã bị tiếng đàn khủng bố này hóa thành một trận huyết vụ. Tính cả toàn bộ đỉnh Thái Sơn đều bị hung hăng tước đi. Hết thảy phản phất không có phát sinh qua bình thường, dạ thiên thần chính mình cũng bởi vì cắn trả, từ Thái Sơn đỉnh vừa rơi xuống. 20 năm sau Đấu la đại lục Đây là một cái thế giới kỳ diệu, Mọi người hết thảy cân nhắc tiêu chuẩn đều là hồn lực cao thấp, thông qua săn giết hồn thú, thu hoạch hồn hoàng, do đó không ngừng tăng lên chính mình, đồng thời, mỗi cái sinh ra hài đồng, năm đó mãn 6 tuổi thời điểm, sẽ thức tỉnh chính mình võ hồn. Vũ Hồn Thành, đối với hồn sư Đại Lục mà nói, tuyệt đối là địa phương thần thánh vô cùng, nơi này tọa lạc thế lực cường đại nhất Đại Lục, Vũ Hồn Điện. Mà ở trong Vũ Hồn Thành, ở giữa vị trí thành đông một tòa lầu các cao ngất mây trời rõ ràng đứng thẳng đây chính là một thế lực vô cùng thần bí trong vũ hồn thành trích tinh lâu nói đến trích tinh lâu ở trong mắt người đại lục có thể nói là vang danh lừng danh trích tinh lâu là một cái sát thủ tổ chức hết thảy quy tắc đều rất đơn giản trả giá tương ứng đại giới trích tinh lâu sẽ căn cứ chủ thuê yêu cầu chém giết một người vô luận là đại hồn sư cấp mười mấy hay là hồn đấu la cấp tám mươi mấy ở trích tinh lâu nơi này đều có thể trả giá chém giết. Thậm chí ngay cả phong hào đấu la trong truyền thuyết, trích tinh lâu lâu chủ cũng từng chém giết qua, cũng chính bởi vì như thế, trích tinh lâu mới sừng sững không ngã xuống vũ hồn thành. Giờ phút này, ở đỉnh trích tinh lâu, mây trắng từng đóa phản phất sừng sững ở đám mây, một loại hoa cỏ cây cối quý hiếm, được trồng ở đỉnh trích tinh lâu có quy luật. Này! Theo một trận gió mát thổi qua, một đạo bạch y nam tử mang theo mặt nạ màu bạc giờ phút này đang nửa quỳ trên mặt đất, hướng sâu trong phòng cung kính kính. Lâu chủ Thuộc hạ hoàn thành nhiệm vụ đã trở về, do đó báo cáo với lâu chủ. Theo bạch y nam tử nói xong, trong lầu cát, một đạo tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo thoáng chốc truyền đến, trên trán bạch y nam tử nhất thời mồ hôi chảy đầy đất. Bùng Rốt cục, bạch y nam tử phản phất không chịu nổi cổ tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo này, từng viên hồn hoàng bắt đầu từ bên người bạch y nam tử hiện lên rõ ràng là tám cái hồn hoàng 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 tử tử hắc 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 tên bạch y nam tử này dĩ nhiên là một vị cường giả cấp bậc hồn đấu la đinh 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 khi theo tiếng đàn trong lầu các tiêu tán một vị nam tử tóc dài đồng dạng mang theo mặt nạ chạm kim chậm rãi đi ra trong tay ông một cổ cầm trong ánh mắt sắc bén nói không nên lời dương bạch ngươi làm không sai trong khoảng thời gian này cũng tiến bộ không ít, đã 89 cấp nha. Nghĩ đến âm hát cùng ngươi trong lúc đó cũng là kém không nhiều lắm tu vi. Xem ra đã đến lúc tìm kiếm hồn hoàng thứ chín cho các ngươi rồi. Nghe thấy nam tử mặt nạ vàng trước mặt nói không nhanh không chậm, hồn đấu la áo trắng hiển nhiên hưng phấn không thôi, ra sức bái tạ. Nam tử đeo mặt nạ vàng phất tay, để cho nam tử áo trắng lui ra. Nếu như xuyên thấu qua mặt nạ chạm kim nhìn kỹ, sẽ phát hiện, nằm nhân chạm kim này không phải ai khác, chính là giả dạ thiên thần trên huyền thiên đại lục. Giả dạ thiên thần giờ phút này nhẹ nhàng vuốt ve thiên ma cầm trong tay, tâm tư cũng có chút phiêu dật. Năm đó hắn từ thiên huyền đại lục Thái Sơn Đỉnh sau khi rơi xuống, chẳng biết tại sao, liền đi tới cái này đấu la đại lục bên trong. Thậm chí ngay cả thân thể cũng thu nhỏ lại thành sáu tuổi hài đồng bộ dáng, đồng dạng là trời sinh sáu ngón, bị cha mẹ từ nhỏ vứt bỏ. Bất quá may mắn chính là, lại hiểu rõ đấu la đại lục thần kỳ tu luyện hệ thống về sau, hắn cũng thành công thức tỉnh chính mình võ hồn, đó chính là thiên ma cầm. Từ đó về sau, dạ thiên thần cũng bắt đầu tu luyện hồn lực. Đồng thời cũng không có quên đối với thiên long bát âm tu luyện, ngắn ngủn mười mấy năm thời gian, hắn liền thành tựu đấu la cường giả phong hào trong truyền thuyết đấu la đại lục. Đồng thời cũng chậm rãi thành lập trích tinh lâu vừa rồi vị bạch y nam tử kia chính là một trong hai vị cung phụng trích tinh lâu, tên là âm dương nhị cung phụng, ở dưới này còn có chín vị hồn thánh cấp bậc thiên cấp sát thủ, 36 vị hồn đế cấp bậc địa cấp sát thủ, về phần xuống huyền cấp sát thủ cùng hoàng cấp sát thủ, liền vô số kể. Sát thủ hơi lạnh. Sau này một ngày hai ba canh, hết chương này. Chương 3 Trích tinh lâu thượng khách, thánh nữ bỉ bỉ đông. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Trích tinh lâu thường khách, thánh nữ bỉ bỉ đông. Trích tinh lâu, cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể cùng vũ hồn điện cái quái vật khổng lồ này sừng sững đại lục không ngã. Dạ thiên thần lắc đầu, không hề rối rắm vấn đề này, trích tinh lâu có hắn liền có hy vọng, liền có cơ hội tại đấu la đại lục trên lưu lại mực đậm màu một bút. Kéo thân ảnh gầy gò mà thon dài, dạ thiên thần chậm rãi đi vào trong lầu cát chỉ chốc lát sau, tiếng đàn mờ ảo thanh thúy, dễ nghe từ trong lầu các truyền ra. Giống như thủy triều, lại giống như mưa phùn kéo dài, cho dù cách xa trăm trượng, nhưng cũng có thể khơi dậy cảm xúc khó hiểu trong lòng hồn sư không ngừng đi ngang qua dưới lầu trích tinh. Có đột nhiên trong lúc liền hai mắt đỏ bừng, bắt đầu sung huyết dữ tợn, vỏ hồn mở ra, hồn hoàng bày ra, giống như hung ác hồn thú. Có thì là đột nhiên dừng lại, trong mắt rơi lệ, nội tâm co rút, hoàn toàn tỉnh ngộ tâm tình tăng lên trong lúc, hồn lực đột phá. Trích tinh lâu lại giống như ngày xưa, thần bí mà lại làm cho hồn sư đi ngang qua tràn ngập tò mò. Mà ở vũ hồn thành, thánh nữ điện bên trong, giờ phút này, đồng dạng cũng có một gã xinh đẹp như thiên tiên, giống như thu thủy phù dung tuyệt sắc tiên tử vẻ mặt ngưng trọng nhìn trước mặt mình xuất hiện bóng đen. Tuyệt sắc tiên tử không phải ai khác, chính là thánh nữ đời này của vũ hồn điện. Bi, bi Đông Mà bóng đen, tự nhiên chính là một luồng thần hồn trong truyền thừa của la sát thần bỉ bỉ đông la sát thần khảo ngươi có chuẩn bị sẵn sàng mở thần khảo hay không bổn tọa có thể nhắc nhở ngươi giờ phút này mở ra thần khảo ngươi chỉ sợ còn không có năng lực kia hoàn thành đệ nhất khảo bóng đen giống như quỷ mị trong lời nói lộ vẻ bá đạo cùng lạnh lùng bỉ bỉ đông ngẩng đầu ngũ quan tinh xảo màu da trắng nõn như ngọc làm cho người ta tán thưởng không hổ là nhân gian ít có giai nhân khó có lại. Đáng tiếc giờ phút này, không ai sẽ có cơ hội nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông cái này mỹ tuyệt một màn, trong mắt của nàng để lộ ra, cũng không phải bình thường thiếu nữ thanh thuần đáng yêu, mà là phức tạp cùng cừu hận. Là sát đại nhân, Bỉ Bỉ Đông đã suy nghĩ rõ ràng, hiện tại muốn mở thần khảo. Bỉ Bỉ Đông cơ hồ là từng câu từng chữ đem lời nói từng cái nhảy ra, trong lời nói tràn đầy lạnh như băng, hoàn toàn không có một tia tình cảm. A, à, đã như vậy bổn tọa cũng sẽ không khuyên bảo, la sát thần khảo đệ nhất khảo, bổn tọa muốn ngươi trong vòng ba tháng vô luận dùng phương pháp gì, đều phải giết một vị có được thiên sứ huyết mạch, có được thiên sứ võ hồn. Ngươi, có thể làm được. Khi la sát thần nói ra nội dung thi thứ nhất, thân hình bị bỉ đông rõ ràng dừng lại, nàng cũng không nghĩ tới la sát thần thi thứ nhất lại khó làm như vậy. Muốn cho mình giết chết một vị thiên sứ võ hồn hồn sư, cái này không phải rõ ràng là nhằm vào thiên gia sao? Bất quá, giờ phút này, bị bỉ, bỉ đông ở sau khi tỉnh táo lại cũng là gật gật đầu, từ bắt đầu thần khảo một khắc kia, nạn liền không có đường lui. Thiên gia, thiên đạo lưu bị bỉ, bỉ đông khẳng định là không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm cho một vị tuyệt thế đấu la cấp 99 chết đi. Mà đối mặt với thiên nhận tuyết chỉ có 5 tuổi, bị bỉ, bỉ đông đúng là vẫn không xuống tay được. Chỉ có thiên tầm tật, bị bỉ, bỉ đông không có bất kỳ áp lực trong lòng nào, thậm chí hận không thể chém giết thiên tầm tật ngay bây giờ. Không ai biết sau khi Chihiro làm tổn thương Bỉ Bỉ Đông, cô ấy đau khổ đến mức nào, không ai biết sau khi Ngọc Tiểu Cương phản bội mình, cô ấy đau khổ đến mức nào. Nhìn về phía La Sát Thần, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt kiên định vô cùng, sát cơ hiển lộ, tràn ngập nóng nảy mà lại có vẻ tàn nhẫn. Bỉ Bỉ Đông làm hết sức, chết mà không hối hận. La Sát Thần ảnh mỉm cười, cũng không nhiều lời, hóa thành một làn khói đen liền tiêu tán ở trước mặt bỉ bỉ đông. Sau khi thần hồn la sát rời đi, so sánh phương đông mới nhìn về phía giáo hoàng điện, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sống, đến càng nhiều, vẫn là cựu hận, càng là sát ý. Thiên tầm tật, năm đó ngươi thương tổn ta, ta bị bỉ, bỉ đông đô sẽ nhất nhất tìm trở về. Dứt lời, Bỉ bỉ đông ly khai thánh nữ điện, trực tiếp hướng về vũ hồn thành cao nhất kiến trúc, cũng chính là trích tinh lâu chạy như bay mà đến. Sau khi thần hồn La Sát tuyên bố yêu cầu thi thứ nhất, Bỉ Bỉ Đông đã có quyết định. Thiên tầm tật tuy rằng không bằng thiên đạo lưu, nhưng tốt xấu gì cũng là giáo hoàng của võ hồn điện, phong hào đấu la cấp 95, võ hồn thần cấp, người sở hữu võ hồn thiên sứ, thực lực cũng không kém. Mà Bỉ Bỉ Đông hiện tại, bất quá là cấp 89 hồn đấu la mà thôi, nếu mạnh mẽ đến, sợ là thân tử cũng không có cách nào đem thiên tầm tật chém giết, cho nên nàng nghĩ tới trích tinh lâu cái thế lực thần bí khó lường này, chưa từng cùng võ hồn điện có một tia giao tiếp, cũng chưa từng đem võ hồn điện để ở trong mắt. Trong võ hồn thành, người người đều biết, trích tinh lâu muốn giết hồn sư, cho dù là phong hạo đấu la cấp bậc cường giả, cũng trốn không thoát. Không ai biết trích tinh lâu cường đại cỡ nào, nhưng tiếng đàn thần bí trước trích tinh lâu, lại thủy chung nhắc nhở hồn sư đi ngang qua, trích tinh lâu chém giết phong hạo đấu la. Bỉ Bỉ Đông cũng từng hỏi qua võ hồn điện phong hào đấu la trưởng lão, vì sao võ hồn điện có thể dễ dàng tha thứ trích tinh lâu ở lại võ hồn điện, đáp án nhận được thật là ngoại ý muốn. Vị trưởng lão kia trả lời rất đơn giản, trích tinh lâu chủ, có thực lực chém giết 95 cấp đỉnh phong đấu la. Nếu võ hồn điện và trích tinh lâu không có thâm cừu đại hận, võ hồn điện cũng không muốn dễ dàng trêu chọc trích tinh lâu. Mà so sánh với tính toán của trích tinh lâu, chính là muốn mượn tay trích tinh lâu chém vết thiên tầm tật nguyên nhân rất đơn giản quy củ của trích tinh lâu chỉ cần chịu trả giá tương ứng trích tinh lâu có thể căn cứ yêu cầu ám sát bất luận kẻ nào bỉ bỉ đông tuy rằng không xác định vị tồn tại thần bí trích tinh lâu chủ này có nguyện ý ra tay hay không nhưng trước mắt nàng cũng chỉ có biện pháp này có thể dễ dàng làm cho thiên tầm tật chết đi ai bảo là sát thần khảo không nói rõ ràng nhất định phải bị bỉ đông tự tay giết chết một người có võ hồn thiên sứ chứ đương nhiên bỉ bỉ đông cũng có thể thuê sát thủ chỉ chốc lát sau bỉ bỉ đông đã từ thánh nữ điện đi tới trước trích tinh lâu nhìn trích tinh lâu cao vút trong mây trước mặt bỉ bỉ đông trong lòng cũng không bình tĩnh trích tinh lâu thật sự là quá thần bí nhất là vị lâu chủ kia tất cả mọi người chỉ biết vị lâu chủ này cũng là phong hào đấu la võ Hùng là một đài cổ cầm quỷ dị, trời sinh sáu ngón, người đại lục gọi là lục chỉ cầm ma miệng. Suy tư một lát, bỉ bỉ đông vẫn bước đi thấp thỏm, không đi con đường bình thường, trực tiếp nhảy dựng lên dọc theo bốn góc nhô lên của trích tinh lâu, bắt đầu nhanh chóng đi lên mái nhà. Theo một đường công duyên dán xẹt qua, dáng người ngạo nhân của bỉ bỉ đông rõ ràng đứng thẳng trên đỉnh trích tinh lâu. Nhìn bốn phía vô cùng bình tĩnh, từng chậu kỳ hoa dị thảo tản ra mùi thơm mê người, bỉ bỉ đông nhất thời, cũng là có chút tò mò. Lục chỉ cầm ma miệng lại có tình thú như thế, thật sự là có chút khác biệt. Ngay khi bỉ bỉ đông đem ánh mắt lưu ý ở những kỳ hoa dị thảo kia, dự định vương tay vuốt ve một đóa hoa hồng ngạo nhân, trong lầu cát, cách một mảnh tóc đen, tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo bắt đầu vang lên. Bỉ bỉ đông lập tức cảm giác được một cổ nguy hiểm giống như đâm vào lưng. Đưa tay ra trong nháy mắt thu hồi, dây tiếp theo, trên bầu trời đóa hoa hồng kiều diễm kia, một đạo phong nhận trong suốt chợt lóe lên, đám mây trên bầu trời thoáng chốc bị chia làm hai. Bỉ bỉ đông biết, đây là vị trích tinh lâu chủ thần bí kia đang nhắc nhở mình, không nên tự ý tự động đồ đạc của hắn. Bỉ bỉ đông có chút kinh hãi, khó trách trích tinh lâu không ai dám khiêu khích, thực lực của trích tinh lâu chủ thần bí này so với nàng nghĩ còn khủng bố hơn. Nếu không phải dựa vào võ hồn của mình đặc thù, trời sinh đối với nguy hiểm có năng lực cảm giác rất cường đại, liền vừa rồi cái kia hạ, nàng bị bỉ đông cái tay kia cũng đừng nghĩ. Cho dù là phong hào đấu la bình thường đến đây, cũng chỉ sợ không thoát khỏi sát chiêu quỷ dị này. Hơn nữa uy lực cực mạnh, chính là phong hào đấu la, cũng không dám nói có thể đem trên bầu trời che trời che trăng mây đen một chẻ hai nữa, chớ đừng nói chi là đây là trích tinh lâu chủ tiện tay một kích. Giờ phút này, bị bỉ đông trong lòng ngoại trừ cẩn thận, càng nhiều còn lại là mừng như điên. Điều này đại biểu trích tinh lâu chủ thật sự có thực lực có thể dễ dàng chém giết thiên tầm tật. Về phần làm sao để cho hắn xuất thủ, vậy phải xem năng lực của Bỉ Bỉ Đông. Khóe miệng mang theo ý cười, Bỉ Bỉ Đông hướng trong lầu các chấp tay bái lạy. Tại hạ Bỉ Bỉ Đông, thánh nữ Vũ hồn Điện, cầu kiến lục chỉ cầm ma miệng. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông ngẩng đầu nhìn lại, trong lầu các không có chút biến hóa nào, phản phất coi như bỉ bỉ đông nàng chưa từng tới thấy thế bỉ bỉ đông cũng không lùi bước trực tiếp gia tăng âm lượng lần nữa cao giọng nói bỉ bỉ đông cầu kiến lục chỉ cầm ma miệng hạ dứt lời bỉ bỉ đông liền tính toán trực tiếp đi vào trong lầu cát nhưng là ngay khi nàng bước ra chân trái lúc một đạo thanh âm lạnh lùng thình lình vang lên bỉ bỉ đông thánh nữ vũ hồn điện a à, thật thú vị người của Vũ Hồn Điện sao lại tới trích tinh lâu của ta? Chẳng lẽ... Vũ Hồn Điện muốn động thủ với trích tinh lâu ta sao? Thấy trích tinh lâu chủ rốt cục lên tiếng, bỉ bỉ đông giờ phút này cũng thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật vừa rồi lúc nàng muốn tiến vào lầu cát, Vũ Hồn cảm ứng nói cho nàng biết, vậy sẽ rất nguy hiểm, sẽ chết. Nhưng nàng cực đúng rồi, trích tinh lâu chủ không có trước tiên muốn giết nàng. Có đồng bọn nào xem lại không? Hắc hắc, chờ mong mọi người ủng hộ. Hết chương này. Chương 4. Lục Chỉ cầm ma hiện, ám sát thiên tầm tật. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4. Sáu ngón cầm ma hiện, ám sát thiên tầm tật. Bất quá Trích Tinh lâu chủ nói những lời này, hiển nhiên đối với võ hồn điện không có một tia hảo cảm. Đây chính là ý của Bỉ Bỉ Đông. Không chần chờ, Bỉ Bỉ Đông lập tức hồi phục. Cầm ma miệng hạ hôm nay bỉ bỉ đông đi tới trích tinh lâu, đại biểu không phải võ hồn điện, mà là cá nhân ta. Lời này vừa nói ra, trong lầu cát, tiếng đàn vốn đã có chút dồn dập bắt đầu trở nên thư giãn. Hả? Đại biểu cho chính ngươi. Ta trích tinh lâu, thánh nữ hẳn là biết là cái địa phương nào, nếu đại biểu chính ngươi, vậy không biết thánh nữ đến ta trích tinh lâu, có việc gì? Dạ thiên thần giờ phút này ở trong lầu các hơi nghi hoặc, nói thật, đối với võ hồn điện, hắn bây giờ còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Trích tinh lâu muốn cuộc khởi, tất sẽ xung đột với vũ hồn điện. Mà thực lực của vũ hồn điện, chính là dạ thiên thần đã là phong hào đấu la, cũng là gia đầu tê dại. Trước không nói cái kia hai chữ số phong hào đấu la cường giả, chỉ cần một cái thiên đạo lưu, vị này võ hồn điện đại cung phụng, cấp 99 tuyệt thế đấu la, cũng không phải bây giờ dạ thiên thần có thể ứng phó được. Hai năm qua, dạ thiên thần đã có lưu ý, lúc trước đem trích tinh lâu chuyển đến võ hồng thành là vì hấp dẫn ưu tú hồn sư gia nhập. Mà hiện tại, trích tinh lâu muốn phát triển, đã không thể tránh khỏi cùng võ hồng điện bắt đầu xung đột, vì thế, dạ thiên thần đã có ý đi. Dự định rời khỏi vũ hồng thành, đi hướng hai đại đế quốc, âm thầm phát triển, đợi sau này thực lực cường đại sau đó tại đối mặt võ hồng điện đạo này vòng không qua khảm. Cho nên vừa rồi dạ thiên thần mới không có trước tiên liền đem bỉ bỉ đông chém giết mà chỉ là muốn lột bỏ bị bỉ đông một tay, hơi làm trừng phạt mà thôi. Chỉ là so với đông phản ứng cực nhanh, ngược lại để cho già dạ thiên thần nhìn cao một cái. Đối mặt già dạ thiên thần hỏi, bị bỉ đông cũng không suy nghĩ, nhanh chóng trả lời. Dưới cầm ma miệng, tại hạ nghe nói trích tinh lâu thần bí khó lường, tuyệt thế vô song. Phạm là chủ thuê nguyện ý trả giá tương ứng, trích tinh lâu nhất định đem người chủ thuê yêu cầu chém giết tại chỗ từ khi trích tinh lâu thành lập tới nay, chưa bao giờ xảy ra chuyện ngoại ý muốn, phạm là người trích tinh lâu muốn giết, không một ai có thể sống sót bảo thân. Chính là cường giả phong hào đấu la trong truyền thuyết, nghe nói cầm ma miệng cũng tự mình ra tay chém giết. Không biết, tại hạ nói những thứ này, chính là sự thật. Dạ thiên thần giờ phút này trong khoảng thời gian ngắn cũng không rõ mục đích bị bỉ đông đến, bất quá cảm giác được bị bỉ đông bất quá mới 89 cấp, ngay cả phong hào đấu la cũng chưa tới, cũng không có đem để ở trong lòng thuận miệng nói như lời ngươi nói trích tinh lâu chưa từng sai lầm bất quá chuyện này có liên quan gì đến ngươi tới trích tinh lâu ta trong lúc nói chuyện dạ thiên thần cũng là ngừng động tác trong tay tiếng đàn biến mất trong bóng đêm nguyên bản bị hắn bổ ra trong mây đen một đạo ánh trăng bắn xuống đem trích tinh lâu đỉnh chiếu sáng trong đó lộ ra sâu thẳm yên tĩnh mà lại mênh mông giờ phút này Bỉ Bỉ Đông trong lòng đã có quyết định. Tiến lên một bước, chắp tay ông lễ. Cầm ma miệng hạ, thực không giấu giếm, tại hạ tối nay đến trích tinh lâu, chính là có một chuyện muốn nhờ. Cầm ma miệng hạ nếu có thể đáp ứng việc này, Bỉ Bỉ Đông nhất định vô cùng cảm kích. Nói xong, trong ánh mắt Bỉ Bỉ Đông cũng lộ ra từng đợt hung quang. Giống như một con mảnh thú, thời khắc nhìn chầm chầm con mồi dễ như trở bàn tay. Dạ thiên thần cũng là không nghĩ tới, Bỉ bỉ đông này lại dám đối với mình đề thỉnh cầu, thật coi hắn giả dạ thiên thần là đại thiện nhân sao? bất quá nghĩ lại, những năm gần đây, thật đúng là không có bất kỳ người nào dám cùng hắn nói chuyện như vậy, ngược lại có vẻ bị bỉ đông tương đối đặc biệt. cho tới bây giờ đều là giả dạ thiên thần nói cái gì chính là cái đó, không có bất kỳ người nào dám nhiều lời nửa câu. ngay cả hai vị cung phụng dương bạch, âm hắc cũng là như thế, huống chi sát thủ trích tinh lâu khác, cách từng mảnh tóc đen thanh âm lạnh lùng kỳ ảo của dạ thiên thần cũng làm cho bỉ bỉ đông không khỏi sinh hàng ý. à, lại là tới tiền ta làm việc, thánh nữ chẳng lẽ không biết ta trích tinh lâu chỉ tiếp nhận giết người Việt? Hay là cho rằng trích tinh lâu ta sẽ nể mặt võ hồn điện, đáp ứng những chuyện khác của thánh nữ? Ta khuyên thánh nữ vẫn là có chút tự mình hiểu lấy tốt, chớ để bổn tọa tức giận, nếu không thánh nữ điện hạ nhưng là sẽ mạng nhỏ khó giữ được. Giờ phút này, Bỉ Bỉ Đông vốn có một tia tự tin cuối cùng đã hoàn toàn đánh mất, chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân đến đầu, toàn thân băng hàng, hết lần này tới lần khác trên trán còn toát ra một mảnh mồ hôi dày đặc. Nàng còn không muốn dễ dàng chết ở chỗ này như vậy, nàng còn đại thù chưa báo. Cầm ma miệng hạ. Hôm nay Bỉ Bỉ Đông lai, like, là muốn miệng hạ thay ta giết một người. Lo lắng dạ thiên thần đột nhiên ra tay bỉ bỉ đông, rốt cục nói ra mục đích chuyến đi này của mình mà dạ thiên thần vừa nghe, nhất thời tràn ngập nghi hoặc. Theo lý mà nói, Bỉ Bỉ Đông là thánh nữ võ hồn điện, không nên có người nào dám trêu chọc đến nàng mới đúng. Lui một vạn bước mà nói, cho dù có gia hỏa Bỉ Bỉ Đông phi không được, Bỉ Bỉ Đông cũng có thể để cho những lão gia hỏa vũ hồn điện kia ra tay mới được, cần gì phải tới trích tinh lâu tìm mình chứ. Trong nghi hoặc, tiếng đàn trong tay dạ thiên thần lần nữa vang lên, mang theo một tia tò mò, dạ thiên thần mở miệng hỏi. Ha ha, không biết là người phương nào, lại để bị bỉ đông ngươi vị vũ hồn điện thánh nữ này mạo hiểm tự mình đến trích tinh lâu tìm ta. Nói đến nước này, bị bỉ, bỉ đông cũng đâm lao phải theo lao, dứt khoát đánh cược một lần. Cắn răng một cái, từng trận sát khí nương theo bị bỉ, bỉ đông chậm rãi mà ra. Cầm ma miền hạ, tại hạ muốn cho miền hạ chết, không phải người khác, chính là võ hồn điện, giáo hoàng, thiên tầm tật. Bùng. Lời này vừa nói ra dạ thiên thần không thể không nói, hắn bị bị bỉ đông kinh ngạc. Thiên tầm tật chính là giáo hoàng của vũ hồn điện. Một thân thực lực thế nhưng là không kém, 95 cấp đỉnh phong đấu la, sau lưng cạn là có 99 cấp thiên đạo lưu. Mà bị bỉ đông bên ngoài thanh ti, lại muốn mình ám sát thiên tầm tật, đây thật đúng là đốt đèn lồng không có chỗ tìm. Bất quá, không thể không nói, dạ thiên thần vốn là giếng cổ không gần sống, cũng là bị bỉ bỉ đông một màn lôi nhân này làm cho kinh ngạc đến trong lòng nổi lên gần sống ngược lại có nồng đầm hứng thú theo già dạ thiên thần dừng động tác trong tay lại tiếng đàn lần nữa biến mất tiện tay vung lên thanh ti từng mảnh tung bay già dạ thiên thần cũng rốt cục gặp được chân dung bỉ bỉ đông da trắng dung nhan gần như hoàng mỹ làm cho nàng nhìn qua không giống người thường như vậy nhất là trên người toát ra cái loại thần thánh cao quý vô hình này càng làm người ta nhìn không được sẽ sinh ra tâm tình quỳ bái. Giả thiên thần mặc dù sẽ không chịu ảnh hưởng này, nhưng vẫn là ở trong lòng tán thưởng một câu, tốt một cái võ hồn điện thánh nữ. So ra, bỉ bỉ đông sau khi nhìn thấy giả thiên thần, lại càng thêm kinh ngạc. Dáng người giả thiên thần có chút gầy gò, nhưng thanh sam bao phủ, ngược lại càng có một phen ý nhị. Sợi bạc giống như ánh trăng chỉnh tề khoát lên vai sau, khuôn mặt lại bị một bộ mặt nạ chạm kim che lấp, nhưng bị bỉ đông thông qua chỗ lộ ra, vẫn có thể suy đoán ra dung nhan tuyệt thế của vị cầm ma miệng trước mặt này. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đáp lên cổ cầm làm cho linh hồn người ta tê dại, giống như trong truyền thuyết, cầm ma miệng trời sinh có sáu ngón, nhưng bị bỉ đông lại không cảm thấy bất kỳ chỗ bất nhã nào, ngược lại cảm thấy phối hợp như vậy. Như vậy làm cho nàng khó quên. Thánh nữ các hạ, bổn tọa rất là tò mò, thiên tầm tật này chính là lão sư của ngươi, giáo hoàng võ hồng điện con trai của thiên đạo lưu, ngươi vì sao cho rằng bổn tọa sẽ thay ngươi chém giết đây? Vì sao lại cảm thấy bổn tọa có năng lực này? Phải biết rằng, vũ hồn điện có không dưới 10 vị phong hào đấu la. Mà bản tọa hiện giờ, trích tinh lâu cũng chỉ có một vị phong hào đấu la mà thôi. Thánh nữ các hạ thật là làm cho bổn tọa có chút nhìn với cặp mắt khác xưa a. À. Dạ thiên thần vừa nói, vừa đánh giá bỉ bỉ đông, thoạt nhìn không giống như là nói chơi, thế nhưng cái này kỳ quái đến tột cùng là cái gì làm cho bỉ bỉ đông muốn mình chém giết thiên tầm tật như vậy bỉ bỉ đông lại tiến lên một bước nhìn thẳng đôi mắt thâm thúy trong trẻo lạnh lùng của dạ thiên thần lạnh lùng nói ở dưới tìm cầm ma miệng tự nhiên là bởi vì tín nhiệm miệng hạ có thể đánh chết thiên tầm tật về phần vì sao phải giết thiên tầm tật xin lỗi cầm ma miệng hạ thứ cho ta không thể báo cho miệng hạ phải xem dưới cầm ma miệng ngài có dám nhận ủy thác này hay không? Phép khích tướng. Chật chật chật, ngược lại là có chút ý tứ, ta nói rồi, trích tinh lâu làm việc, ngươi có thể yên tâm, thiên tầm tật mà thôi, mặc dù là đấu la đỉnh cao cấp 95, nhưng là thực lực chân thật nha, nhưng cũng không tính là cái gì. Ta trích tinh lâu có thể tiếp. Dạ thiên thần nói xong, thần sắc bị bỉ đông không khỏi vui vẻ, nàng biết, trích tinh lâu chủ không phải lừa gạt mình. Nhìn Bỉ Bỉ Đông trong thần sắc kinh hỉ, Dạ Thiên Thần cũng là một chậu nước lạnh dội xuống. Thánh nữ Các Hạ trước đừng vội cao hứng, tiếp nhận cái này ủy thác có thể, nhưng là, thánh nữ Các Hạ lại có thể trả giá dạng gì đại giới đây? Cái này cần phải nói rõ ràng. Đề nghị đầu tư bộ sưu tập, hết chương này. Chương 5. Đại giới vì khuất nhục, Bỉ Bỉ Đông nhẫn tâm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 trả giá vì khuất nhục, bị bỉ đông nhẫn tâm. Tính mạng của một vị cường giả phong hào đấu la không phải nói lấy là lấy, huống chi còn là giáo hoàng thiên tầm tật. Không biết thánh nữ có thể trả giá cái giá nào đây? Dứt lời, dạ thiên thần lặng lặng nhìn bỉ bỉ đông, trong mắt để lộ ra, chỉ có một phần trêu tức. Ám sát thiên tầm tật, thu thiệt so với đông cái này thánh nữ nghĩ ra, dạ thiên thần thừa nhận, chính mình quả thật đối với loại này độ khó cao nhiệm vụ có chút động tâm nhưng làm trích tinh lâu lâu chủ, sát thủ quy củ dạ thiên thần cũng không có khả năng quên mất. Muốn động mồm động miệng, tay không bắt sói trắng, ở trích tinh lâu cũng không thể thực hiện được. Bỉ bỉ đông giờ phút này trầm mặt, nàng mới đột nhiên ý thức được một vấn đề, trích tinh lâu có thể hoàn thành vấn đề ám sát thiên tầm tật này không giả, nhưng cũng phải chủ thuê trả giá tương ứng, trích tinh lâu mới bằng lòng ra tay. Liền như dạ thiên thần theo như lời, ám sát thiên tầm tật mang đến ảnh hưởng có thể nói là khó có thể tưởng tượng nghiêm trọng. Mình có thể trả giá cái gì đây? Vài phút nữa thôi. Thấy bỉ bỉ đông trầm mặt không nói, dạ thiên thần cũng mất đi hứng thú. Tốt lắm, thánh nữ các hạ, hay là đi đâu tới đi đó đi, chớ nên dừng lại trích tin lâu. Rốt cục, những lời này của dạ thiên thần tựa hồ kích thích bỉ bỉ đông, đây là một cơ hội, một cơ hội vừa có thể báo thù rửa hận, lại có thể hoàn thành la sát thần khảo đệ nhất khảo, bỉ bỉ đông thật sự nghĩ không ra, ngoại trừ trích tinh lâu ra tay, còn có cái gì có thể làm cho mình hoàn thành nhiệm vụ cơ hồ không có khả năng này? Không. Dưới cầm ma miệng, bỉ bỉ đông nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chỉ cầu dưới cầm ma miệng có thể giết chết thiên tầm tật. Trong mắt bỉ bỉ đông đã không còn bất kỳ thần sắc nào, có thành hay không, ở hành động này. Bước đi nhàn tản dạ thiên thần chậm rãi đi tới trước mặt bỉ bỉ đông, theo khoảng cách hai người tới gần, cổ cảm giác nguy cơ trong lòng bỉ bỉ đông cũng trong nháy mắt nổ tung. Phản phất trước mặt người đàn ông này có thể tùy thời lấy tính mạng của mình, nhưng là dạ thiên thần rõ ràng một chút động tác cũng không có, không có phóng thích võ hồn, thậm chí không có hồn lực dao động. Rốt cục, dạ thiên thần từ trên cao nhìn xuống gắt gao nhìn thẳng bỉ bỉ đông, trong đôi mắt lạnh lùng mang theo một tia sát ý. Bất cứ giá nào bỉ bỉ đông ngươi cái này thánh nữ cũng thật ngây thơ bổn tọa muốn ngươi bây giờ liền đi chết ngươi nguyện ý sao cái này bỉ bỉ đông có chút không nói gì để đối phó nếu là tại năm năm trước bỉ bỉ đông nhất định nguyện ý chỉ cần có thể làm cho thiên tầm tật đi tìm chết nàng có thể trả giá bất cứ giá nào quản chi sinh mệnh nhưng hiện tại nàng còn có một số thứ không thể buông xuống bỉ bỉ đông phản ứng dạ thiên thần cũng là có thể dự liệu được cũng không kỳ quái cầm ma miệng hạ, ngoài trừ cái này ra, bất kỳ cái giá nào khác bị bỉ đông đều nguyện ý thừa nhận. Bỉ bỉ đông ngẩng đầu, nhìn dạ thiên thần, từng câu từng chữ, tràn ngập kiên định. Lắc đầu, dạ thiên thần vươn ra sáu ngón thon dài, từ trên trán bỉ bỉ đông chậm rãi xẹt qua, đi tới cầm, nhẹ nhàng khơi lên, bình tĩnh nói. Ngươi đã không muốn chết đi, vậy hầu hạ bổn tọa một đêm, bất quá một đêm này, ngươi sẽ đánh mất sinh cơ hai mươi năm ngươi có nguyện ý hay không tiếng nói hạ xuống một cái hô hấp gian dạ thiên thần toàn thân giống như thủy triều giống như lui về trong lầu cát thanh ti từng mảnh rơi xuống từng đạo tiếng đàn bắt đầu vang lên nương theo tiếng đàn duyên dáng êm tai còn có dạ thiên thần lãnh đạm trả lời nếu là nguyện ý ngươi liền tiến vào nếu là sợ như vậy rời đi bị bỉ đông ngươi chỉ có một nén nhang thời gian cân nhắc đến lúc đó nếu như vẫn đứng nguyên tại chỗ bất vi sở động bổn tọa nhất định sẽ khiến ngươi mất mạng bỉ bỉ đông giờ phút này ở sâu trong nội tâm vô cùng dãy dùa, dết chết thiên tầm tật nằm nhân trước mặt mình có thể dễ dàng làm được nhưng cũng không biết qua bao lâu rốt cục trước khi một nén nhang chấm dứt bỉ bỉ đông tâm như tro tàn theo một tia hồn lực chấn động quần áo trên người bỉ bỉ đông trong nháy mắt chảy xuống mạng lớn da thịt trắng như tuyết bại lộ ở trong không khí nương theo ánh trăng chiếu lên da thịt trắng như tuyết, nhất cử nhất động, câu hồn đoạt phách. Bỉ bỉ đông lạnh lùng nhìn lầu các phía trước, từng bước từng bước đi vào. Rạng sáng, theo mặt trời mọc phía đông phóng thích tia nắng ban mai đầu tiên, bỉ bỉ đông chậm rãi từ trong lầu các đi ra, giống như cái xác không hồn, sắc mặt hồng nhuận lại làm cho người ta cảm thấy âm hàng thấu xương. Phản phất cả người đều đánh mất sinh cơ sức sống, hai bên tóc mai cũng bắt đầu xuất hiện từng sợi tơ bạc trong nháy mắt đi ra lầu cát, một bộ váy lưu ly liền bám vào da thịt trơn mềm của bỉ bỉ đông, che lấp mảng lớn cảnh xuân. Không có một câu, bỉ bỉ đông phi thân một cái, liền rời đi trích tinh lâu. Bỉ bỉ đông trong lòng nghĩ như thế nào, dạ thiên thần giờ phút này sẽ không biết. Sau khi bỉ bỉ đông đi chỉ chốc lát, theo trong lầu cát một trận tiếng hô lười biến vang lên, dạ thiên thần cũng sốc tóc đen lên, chậm rãi đi ra. Nhìn bỉ bỉ đông rời đi, khóe miệng dạ thiên thần toát ra nụ cười khó hiểu. Tối hôm qua bị bỉ, bỉ đông quyết định, đây là dạ thiên thần không dự liệu được, bất quá, đưa tới cửa diễm ngộ, hắn dạ thiên thần cũng không phải thiện nam tính nữ gì, thực sắc tính cũng được. Hơn nữa, bị bỉ, bỉ đông cũng thanh toán sinh cơ 20 năm. Thải âm bổ dương chi thuật, dạ thiên thần thiên ma cầm thế nhưng là rất thành thạo. Vũ hồn điện, nếu sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ chống lại, như vậy, liền từ người thiên tầm tật bắt đầu đi. Nói xong, dạ thiên thần lấy ra thiên ma cầm, theo tiếng đàn của hắn du dương uyển chuyển, từng đạo thân ảnh cũng từ giữa trích tinh lâu nhảy lên, đi tới đỉnh trích tinh lâu. Chúng ta bái kiến lâu chủ. Từng đạo thân ảnh đồng loạt quỳ rạp xuống đất, trong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Dạ thiên thần nhìn những sát thủ trích tinh lâu trước mặt, trong ánh mắt cũng để lộ ra thần sắc hài lòng. Trước mặt những sát thủ này, đều là trụ cột vững vàng của trích tinh lâu tương lai thậm chí gánh vác trọng trách hùng bá đại lục của trích tinh lâu đem ánh mắt quét nhìn một vòng dạ thiên thần cũng là bắt đầu khai báo âm dương hai vị cung phụng tiến lên nghe lệnh theo dạ thiên thần nói xong dương bạch cùng âm hắc kéo trường bào từ trong đám người chậm rãi mà ra chúng ta nghe lệnh từ hôm nay trở đi hai người các ngươi liền không tiếp nhận nhiệm vụ ám sát nữa toàn lực vì ta dò xét võ hồn điện nhất cử nhất động của giáo hoàng thiên tầm tật. Giao cho các ngươi, bổn tọa yên tâm, đợi sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, bổn tọa sẽ dẫn hai người các ngươi đi săn hồn hoàng thứ chín. Mặt trời trong nháy mắt lộ vẻ vui mừng, thình thịch quỳ rạp xuống đất. Cẩn tuân hiệu lệnh lâu chủ. Vừa nói xong, hai vị cung phụng âm hắc dương bạch lập tức phi thân rời khỏi đỉnh trích tinh lâu, chạy như bay về phía giáo hoàng điện. Hai người bọn họ đối với nhiệm vụ lần này thập phần coi trọng, dù sao liên quan đến hồn hoàng thứ chín của bọn họ, há có thể không coi trọng. Thấy âm hắc dương bạch đã đi, dạ thiên thần ánh mắt rơi xuống mặt khác sát thủ trên người. Thiên cấp sát thủ nghe lệnh. Chúng ta nghe lệnh. Theo chính vị thiên cấp sát thủ tiến lên một bước, bọn họ vải đen che lấp dưới trên mặt cũng là lộ ra cùng nhiệt tình cảm. Hai vị cung phụng âm hắc dương bạch được hứa hẹn hồn hoàng thứ chín, bọn họ cũng chờ mong mình có thể tăng lên. Dù sao, phàm là lâu chủ đáp ứng sự tình vô luận lớn nhỏ khó dễ dạ thiên thần đều toàn bộ làm được không có nửa câu nuốt lời đây cũng là trích tin lâu này đám thiên cấp sát thủ trung thành như thế một trong nguyên nhân dạ thiên thần chạm kim mặt nạ dưới đồng dạng là đối với đám này thiên cấp sát thủ thần sắc hài lòng ngươi chờ trong khoảng thời gian này đồng dạng không cần tiếp nhận bất kỳ nhiệm vụ nào chỉ cần đem tất cả vật trân quý trọng yếu của Trích Tinh lâu trong võ hồn thành toàn bộ âm thầm chuyển dời đến Thiên Đấu Đế Quốc là được. Các ngươi có thể làm được không? Lời này vừa nói ra, thân hình chính vị thiên cấp sát thủ rõ ràng dừng lại, bọn họ thật không ngờ lâu chủ đại nhân tôn quý của bọn họ lại đưa ra một nhiệm vụ như vậy. Đem vật quý giá của Trích Tinh lâu trong võ hồn thành dời đi, điều này nghe tựa hồ có chút không đơn giản, dù sao Trích Tinh lâu làm như vậy nói trắng ra chính là muốn rời khỏi võ hồn thành. Trong lòng bọn họ cũng suy đoán có lẽ có quan hệ nhất định với võ hồn điện, nhưng chuyện này không liên quan đến bọn họ, làm sát thủ thiên cấp trích tinh lâu, bọn họ cần làm chính là một việc, tuyệt đối phục tùng lâu chủ. Lâu chủ yên tâm, chúng ta nhất định làm được. Tuyệt đối không để lộ tung tích. Gật gật đầu, già dạ thiên thần sau đó nhìn về phía còn lại các sát thủ, chậm rãi nói ra. Về phần các ngươi, trong khoảng thời gian này nhiệm vụ làm theo, bất quá, nhớ kỹ, không nên bại lộ tung tích của các ngươi, làm xong nhiệm vụ cũng không nên trở lại võ Hồng thành, trực tiếp rời đi võ Hồng thành, đi tới thiên đấu đế quốc. Ngươi chờ có hiểu hay không? Còn lại nhóm sát thủ quỳ một gối xuống đất, giơ tay ông quyền. Lâu chủ đại nhân yên tâm, ta chờ hiểu. Thấy nhiệm vụ đều giao phó xuống, và thiên thần lập tức phất phất tay, trong nháy mắt vô luận là thiên cấp sát thủ hay là những sát thủ khác, nhau nhau hóa thành từng đạo tàn ảnh, rời đi trích tinh lâu đỉnh. Tất cả sát thủ sau khi rời đi, dạ thiên thần mới chậm rãi đi tới trích tinh lâu một góc, nhìn về phía võ hồn điện phương hướng, khóe miệng hơi dương lên, lấy ra thiên ma cầm, bắt đầu tận tình đàn tấu. Chỉ chốc lát sau, dưới lầu trích tinh, một đám quần hồn sư bắt đầu tụ tập, bọn họ muốn từ trong tiếng đàn mờ ảo của dạ thiên thần có lĩnh ngộ tất cả dường như chưa từng xảy ra, vẫn giống như trước kia. Im lặng như thủy triều. Phần màu sắc không thể miêu tả chi tiết, mọi người thứ lỗi, hi hi hi. Hết chương này. Chương 6 Bách Hoa lại còn phương dết, thiên tầm tật suy nghĩ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 Bách Hoa cạnh phương sát, thiên tầm tật suy nghĩ. Sau khi rời khỏi trích tinh lâu, bị bỉ đông một đường chạy như bay, chỉ trong chốc lát đã về tới vũ hồn điện cửa điện cao lớn kiến trúc hùng vĩ đều biểu hiện ra uy nghiêm của vũ hồn điện khi bỉ bỉ đông đi tới cửa điện muốn lặng lẽ tiến vào cửa điện vốn đóng chặt lại chậm rãi mở ra thân ảnh đập vào mắt là người bỉ bỉ đông đời này không muốn gặp nhất giáo hoàng chi hiro trong nháy mắt bỉ bỉ đông trong lòng không ngừng hiện lên khuất nhục hạt giống cừu hận điên cuồng sinh trưởng bỉ bỉ đông thật sự đè xuống cổ xúc động trong lòng kia chỉ lạnh lùng nhìn thiên tầm tật. Rốt cục, hơn 10 giây sau, thiên tầm tật phản phất bị loại ánh mắt lạnh lùng này của bỉ bỉ đông nhìn chầm chầm có chút phiền não, thanh âm hùng hậu mang theo một tia khàn khàn vang lên bên tai bỉ bỉ đông. Đông nhi, ta nghe nói ngươi tối hôm qua ra võ hồn điện, hơn nửa một đêm không về. Có việc này không? Vừa mở miệng, thiên tầm tật đã nói ra mục đích của mình, bỉ bỉ đông ngoại trừ là thánh nữ vũ hồn điện ra, còn là nữ nhân mà thiên tầm tật từng chiếm hữu. Thiên tầm tật cũng biết bị bỉ đông hận mình, nhưng là giáo hoàng của võ hồn điện, thiên tầm tật vẫn cho rằng bị bỉ đông chính là thuộc về mình. Bởi vậy, vô luận bị bỉ đông phản kháng như thế nào, cho dù sử dụng thủ đoạn dơ bẩn, thiên tầm tật cũng phải đạt được bỉ bỉ đông. Giờ phút này biểu tình của bỉ bỉ đông cũng trong nháy mắt biến hóa, nhiều hơn một tia bối rối, càng nhiều hơn một tia hận ý nghiến răng nghiến lợi. Nàng biết, nhất cử nhất động của mình chỉ sợ đều nằm trong lòng bàn tay của thiên tầm tật. Không hiểu, bị bỉ đông đối với chuyện mình đi tới trích tinh lâu đột nhiên có một chút tiêu tan. Trích tinh lâu chủ tuy rằng cũng là một hỗn đảng, nhưng bị bỉ đông giờ phút này nhận thức được, nếu như không có trích tinh lâu chủ tương trợ, chính mình căn bản không có khả năng đem một thiên tầm tật thời kỳ toàn thịnh chém giết. Ta là thánh nữ vũ hồn điện, đi đâu, làm gì, tự hồ không cần báo cáo với giáo hoàng bệ hạ lại càng không cần giáo hoàng bệ hạ phái người giám sát ta còn có giáo hoàng bệ hạ ta gọi bỉ bỉ đông không phải cái gì đông nhi giáo hoàng bệ hạ cũng có thể gọi ta thánh nữ bỉ bỉ đông nhìn thẳng hai mắt thiên tầm tật trống rỗng vô tận sát ý vô tận đều bị bỉ bỉ đông hoàng mỹ che giấu thiên tầm tật chỉ cảm thấy ánh mắt bỉ bỉ đông giờ phút này sắc bén như vậy khiếp sợ rất nhiều cũng thu hồi ánh mắt của mình hành vi không nhượng bộ của bỉ bỉ đông khiến thiên tầm tật cũng không có biện pháp gì nhìn bỉ bỉ đông lạnh lùng thiên tầm tật lần nữa chậm rãi nói bỉ bỉ đông nhớ kỹ thân phận của ngươi ngươi là thánh nữ của võ hồng điện đệ tử của giáo hoàng mẫu thân của tuyết nhi không có tiếp tục nhiều lời biết hỏi tiếp cũng sẽ không có kết quả gì thiên tầm tật trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi cuối cùng sau khi chi hiro rời đi bỉ bỉ đông mới thu hồi ánh mắt hung ác kia ngẩng đầu dựa theo con đường quen thuộc hướng thánh nữ điện của mình đi đến trở lại thánh nữ điện bên cạnh bách hoa trì quần áo trên người bỉ bỉ đông trượt đến cùng bỉ bỉ đông chậm rãi đi vào trong bách hoa trì bùng một tiếng toàn bộ thân thể bỉ bỉ đông toàn bộ ngâm vào trong nước nước ao ấm áp không lúc nào là không kích thích da thịt mẫn cảm của bỉ bỉ đông hô theo bỉ bỉ đông thò đầu ra trong đầu của nàng bóng dáng dạ thiên thần bắt đầu hiện lên thực lực khủng bố kia, tiếng đàn quỷ dị, phản phất lại vang lên bên tai bỉ bỉ đông. Bỉ bỉ đông hai mắt nhắm nghiền, cố gắng để cho mình không đi hồi tưởng tối hôm qua trải qua, nhưng là càng là muốn quên, kia nghĩ lại mà kinh ký ức lại càng là sông lên trong lòng. Đột nhiên, bỉ bỉ đông nhắm chặt hai mắt thoáng chốc mở ra, từng luồng hắc khí từ trong thân thể bỉ bỉ đông tản mát ra, lặng lẽ không một tiếng động, khắp thánh nữ điện, bách hoa trì bên cạnh, đóa hoa vốn tranh nhau nở rộ toàn bộ héo tàn chết đi, ngay cả bách hoa trị nước cũng nhanh chóng thay đổi màu sắc. Trích tinh lâu chủ, hy vọng ngươi thật sự có thể đem thiên tầm tật chém giết đi, nếu là nuốt lời, đời này lên trời xuống đất, ta bị bỉ đông phạm là có cơ hội, nhất định làm cho ngươi cùng trích tinh lâu từ đấu la đại lục trên hoàn toàn biến mất. Rốt cục, khi bị bỉ đông nói ra những lời này, hắc khí đỏ tươi trong mắt nàng bắt đầu rút đi toàn bộ. Cùng với đó, bách hoa trì thủy cũng khôi phục dĩ vãng trong suốt, chỉ là kia héo tàn đóa hoa lại rốt cuộc không đứng dậy nổi. Động tĩnh của bỉ bỉ đông đương nhiên không thoát khỏi tai mắt của thiên tầm tật. Thiên tầm tật trở lại điện giáo hoàng, sau khi biết được động tĩnh của bỉ bỉ đông, tâm tư khẽ động. Đối với chuyện năm đó, thiên tầm tật cho tới bây giờ cũng không có hối hận qua, bất quá, hắn cũng muốn chân chính đạt được bỉ bỉ đông, bởi vậy, những năm gần đây, cho dù bị bỉ đông chưa bao giờ liếc mắt nhìn qua thiên tầm tật hắn một lần, thiên tầm tật cũng không nói gì. Ai? Cũng không biết như thế nào mới có thể làm cho đông nhi tiếp nhận hết thảy. Ngay lúc thiên tầm tật khổ não, cửa lớn điện giáo hoàng chậm rãi mở ra, theo hai bóng người tiến vào, suy nghĩ của thiên tầm tật cũng dừng lại. Lập tức, lại khôi phục uy nghiêm mà giáo hoàng vũ hồn điện nên có. Thuộc hạ nguy quan, quỷ mị, bái kiến giáo hoàng bệ hạ tiến vào chính là cúc đấu la nguyệt Quang, quỷ đấu la quỷ mị thiên tầm phất phất tay ý bảo hai người không cần đa lễ cúc đấu la quỷ đấu la hai người các ngươi trong khoảng thời gian này có phát hiện gì không thánh nữ có chỗ nào dị thường không nghe được thiên tầm tật hỏi như vậy cúc đấu la cùng quỷ đấu la hai người đồng thời lắc đầu hai người bọn họ là phụ tá trái phải của thiên tầm tật ngày thường thiên tầm tật cũng tín nhiệm hai người bọn họ nhất bởi vậy thiên tầm tật liền để cho hai người bọn họ giám thị nhất cử nhất động của bỉ bỉ đông tối hôm qua bỉ bỉ đông giả dạ ra võ hồn điện cũng chính là hai người bọn họ báo cho thiên tầm tật nguyệt quang tiến lên một bước cũng là đem chuyện tối hôm qua nhất nhất nói ra hồi bẩm giáo hoàng bệ hạ đêm qua sau khi thánh nữ điện hạ rời khỏi võ hồn điện liền hướng về trích tinh lâu lướt đi ta cùng lão quỷ tuy rằng vẫn âm thầm đi theo nhưng thánh nữ điện hạ võ hồn đặc thù chúng ta cũng không dám dựa vào quá gần cuối cùng khi thánh nữ điện đi xuống phụ cận trích tinh lâu nguyên bản ta cùng lão quỷ còn muốn tiếp tục theo dõi nhưng vị trích tinh lâu kia tựa hồ phát hiện ra chúng ta vẽn vẹn chỉ là một trận tiếng đàn biến hóa ngàn vạn sát khí hiện ra đã bức ta cùng lão quỷ lui về cung phụng điện đã từng có lệnh không có lệnh của đại cung phụng chúng ta không thể tự tiện trêu chọc trích tinh lâu bởi vậy ta cùng lão quỷ đem thánh nữ điện hạ theo mất nói xong, cúc đấu la và quỷ đấu la cúi đầu, giống như đang chờ thiên tầm tật trừng phạt. Nhưng đợi nửa ngày, cũng không thấy thiên tầm tật có động tĩnh gì. Việc này, trách không được các ngươi, trích tinh lâu vị kia đại cung phụng cũng cho ta đề cập qua, thực lực mạnh mẽ, sau không lường được, để cho ta không có việc gì cũng ít đi trêu chọc. Bất quá hiện tại, thánh nữ tự hồ càng ngày càng hận ta. Dứt lời, thiên tầm tật cũng không biết nên làm thế nào mới tốt chỉ có thể thở dài một tiếng. Đúng lúc này, cúc đấu La con ngươi vừa chuyển, phản phất là nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu, nhìn thiên tầm tật, kinh hỉ nói. Giáo hoàng bệ hạ, thánh nữ điện hạ không phải đã tới cấp 89 sao, sao không săn lấy hồn hoàng cho hắn? Nếu giáo hoàng bệ hạ có thể săn được hồn hoàng 10 vạn năm cho thánh nữ, thánh nữ điện hạ nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý với giáo hoàng bệ hạ. Quỷ đấu la lúc này cũng kịp phản ứng, hắn biết nguyệt quan là có ý gì giáo hoàng bệ hạ vừa vặn ta cùng nguyệt quan vừa vặn biết tung tích của một con hồn thú mười vạn năm việc này nếu thành còn sợ thánh nữ điện hạ sẽ không tha thứ ngài sao hả quỷ đấu la vừa nói như thế thiên tầm tật trong nháy mắt cũng có chút ý động nếu như thật sự có thể làm được thiên tầm tật cảm thấy bị bỉ đông thật đúng là có thể tha thứ cho mình dù sao đấu la đại lục lại có ai có thể cự tuyệt một quả hồn hoàng thứ chín mười vạn năm khóe miệng hơi nhếch lên thiên tầm tật có vẻ hơi dồn dập cúc đấu la quỷ đấu la hai người các ngươi nói mau hồn thú mười vạn năm này rốt cuộc đang ở nơi nào thấy thiên tầm tật hưng phấn như thế cúc đấu la cùng quỷ đấu la cũng là thật cao hứng lập tức liền tính toán đem mười vạn năm hồn thú tin tức báo cho thiên tầm tật giáo hoàng bệ hạ cái kia mười vạn năm hồn thú nghe nói chính là một gốc cây lâm ngân thảo, hồn thú hóa hình tiến vào xã hội loài người, hiện tại đang cùng hạo thiên tông đường hạo cùng một chỗ, ngay tại tinh đấu đại xăm lâm biên giới khu vực. hơn nữa, nghe nói cái kia lâm ngân hoàng còn mang thai đường hạo hài tử, thực lực mười không còn một, đối phó hồn đấu la đều quá sức. về phần đường hạo cũng bất quá là một vị hồn đấu la mà thôi. giáo hoàng bệ hạ, đây thật sự là cơ hội trời ban a khát vọng trong mắt thiên tầm tật đã bại lộ ý nghĩ của hắn lúc này đúng như cúc đấu la cùng quỷ đấu la nói đây thật sự là cơ hội trời ban vừa có thể tranh thủ bỉ bỉ đông hoang tâm còn có thể đã kích hạo thiên tông thật sự là một mũi tên trúng hai đích nguyên tác nếu như không có thiên tầm tật săn bắn lam ngân hoàng bị đường hạo trọng thương như vậy bỉ bỉ đông thật đúng là không có cơ hội đối với thiên tầm tật hạ thủ cho nên trong bài này bỉ bỉ đông tình nguyện hiến thân cầu dạ thiên thần ra tay cũng là nói thông suốt. Hết chương này. Chương 7 Thiên tầm tật tra thú, lục chỉ cầm ma ra. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 Thiên tầm nhanh ra thú, sáu ngón cầm ma ra. Được rồi. Nếu ông trời đã cho ta cơ hội ngàn năm có một như thiên tầm tật, há có thể để nó trôi đi vô ích. Thiên tầm tật giờ phút này trong lòng đã bắt đầu ảo tưởng cảnh tượng mình bắt lấy hồn thú mười vạn năm kia, đưa tới trước mặt bỉ bỉ đông cúc đấu la cùng quỷ đấu la thấy thế trong lòng mừng thầm không thôi truyền mệnh lệnh của ta ba ngày sau bản giáo hoàng phải ra khỏi võ hồn thành làm chút chuyện cúc đấu la quỷ đấu la lần này chỉ hai người các ngươi đi theo ta là được nhớ kỹ đừng để đại cung phụng bọn họ biết gật gật đầu cúc đấu la cùng quỷ đấu la cũng không ngốc giáo hoàng không muốn để cho cung phụng điện biết cũng là bình thường dù sao cung phụng điện cũng sẽ không để cho thiên tầm tật một mình đi tới tinh đấu đại xâm lâm, về phần vì sao, cúc đấu la cùng quỷ đấu la cũng không biết, dù sao cũng là mệnh lệnh của đại cung phụng, ai lại biết chứ. Bên này, thiên tầm tật cùng cúc quỷ đấu la bắt đầu chuẩn bị đi tới tinh đấu đại xâm lâm, mà hai vị cung phụng âm dương trích tinh lâu vẫn dò xét tin tức cũng ở nửa ngày sau biết được tin tức này. Trích tinh lâu Giờ phút này, dạ thiên thần đang nhàm chán đàn tấu một khúc núi cao nước chảy, đột nhiên, một trận gió mát thổi qua, âm hát dương bạch hai vị cung phụng thình lình xuất hiện ở dạ thiên thần trước mặt. Dừng lại động tác trong tay, dạ thiên thần ngẩng đầu, nhìn hát ám dương bạch, chậm rãi hỏi. Như thế nào? Âm hát dương bạch nửa quỳ trên mặt đất, cũng là đem chuyện thiên tầm tật muốn đi tới tinh đấu đại xâm lâm nói ra cho dạ thiên thần. Trầm tư một lát sau, dạ thiên thần cũng là nhướng mày, thiên tầm tật này không có việc gì đi tinh đấu đại xâm lâm làm gì. Nếu như nhớ không lầm, Vũ Hồn Điện không cho phép giáo hoàng một mình đi tới tinh đấu đại xâm lâm. Có từng nghe được thiên tầm tật đi tinh đấu đại xâm lâm vì chuyện gì không? Nghe lâu chủ hỏi lại, âm hắc dương bạch cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ có thể biết cũng chỉ có những thứ này. Thiên tầm tật trời khỏi vũ hồn điện đi tới tinh đấu đại xâm lâm đến tột cùng là xuất phát từ tính toán gì, bọn họ không biết ngoại trừ thiên tầm tật cùng cúc quỷ đấu la biết, ám tử của trích tinh lâu bố trí ở vũ hồn điện cũng không biết. Thấy âm u dương bạch lắc đầu, và dạ thiên thần cũng không làm khó bọn họ. Thôi, mặc kệ hắn thiên tầm tật đi trước tinh đấu đại xâm lâm làm gì, người chết một cái, cần gì để ý nhiều như vậy đâu. Hai người các ngươi làm không sai, chuyến đi tinh đấu đại xâm lâm lần này, hai người các ngươi cũng cùng đi, đợi ta chém giết thiên tầm tật, cũng vì các ngươi tìm kiếm hồn hoàng thứ chín Đúng rồi, để thiên cấp sát thủ nhanh chóng di chuyển, những sát thủ khác cũng mau chóng xử lý xong nhiệm vụ ở Vũ Hồn Thành, mau rời khỏi Vũ Hồn Thành. Tuân lệnh Hai vị cung phụng âm hắc dương bạch liếc nhau, bọn họ rốt cục có thể thành tựu phong hào đấu la. Lâu chủ đại nhân, chúng ta cáo lui trước, nếu đại nhân muốn săn hồn hoàng thứ chín cho hai người chúng ta, chúng ta cũng phải nhanh chóng đột phá đến cấp 90. Vung tay một cái, dạ thiên thần liền để cho bọn họ đi xuống chuẩn bị hai vị cung phụng đi rồi, dạ thiên thần dời bước đến trích tinh lâu biên giới, nhìn này phồn hoa người ở võ hồng thành, cũng là khẽ lắc đầu. Sau lần hành động này, trích tinh lâu có lẽ sẽ hoàn toàn biến mất ở trong võ hồng thành này, dạ thiên thần giờ phút này đã có thể tưởng tượng được khi thiên đạo lưu lão gia hỏa kia biết được chính mình giết thiên tầm tật thì biểu tình. Thiên đạo lưu, người tóc trắng tiễn người tóc đen, cũng không biết ngươi có chịu đựng được hay không, cũng đừng trong cơn tức giận nấc trắm trước chậm rãi phun ra mấy chữ này, dạ thiên thần cũng là chậm rãi trở lại trong lầu cát. Ba ngày sau. Hôm nay giáo hoàng điện bên trong có vẻ đặc biệt náo nhiệt, ngày xưa chỉ có thiên tầm tật một người mà thôi, mà hôm nay, ngoài trừ cúc quỷ đấu la bên ngoài, còn có bốn vị hồn đấu la cấp bậc cường giả đứng thẳng trong đại điện. Chỉ chốc lát sau, thiên tầm tật từ phía sau bình phong chậm rãi đi ra, nhìn cúc quỷ đấu la cùng bốn vị hồn đấu la kia, trong lòng cao hứng nói không nên lời chúng ta bái kiến giáo hoàng bệ hạ. Cúc đấu la và quỷ đấu la ở phía trước, bốn hồn đấu la ở phía sau cao giọng phụ họa. Dừng tay, thiên tầm tật ra hiệu cho đám cúc quỷ đấu la không cần đa lễ. Được rồi, hôm nay mọi người đều đến đông đủ, chuyện này cung phụng điện hẳn là không biết chứ. Thiên tầm tật nhìn chầm chầm cúc quỷ đấu la, cẩn thận hỏi. Nói thật, thiên tầm tật hắn ở võ hồn điện không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ một mình thiên đạo lưu, hết lần này tới lần khác lão gia tử nhà mình vô luận ở phương diện nào đều coi trọng thiên tầm tật hắn nếu không phải trời xuôi đất khiến thiên tầm tật sinh cháu gái cho thiên đạo lưu thiên tầm tật phỏng chừng đã sớm bị thiên đạo lưu nhắm vào có thể giữ được vị trí giáo hoàng hay không đều là hai chuyện khác nhau giáo hoàng bệ hạ cung phụng điện đương nhiên không biết chuyện này huống chi là đại cung phụng giáo hoàng bệ hạ đại cung phụng bây giờ cũng không có thời gian rảnh rỗi để ý tới chúng ta hiện giờ điểm chú ý mỗi ngày của đại cung phụng đều ở trên người tuyết nhi tiểu thư giáo hoàng bệ hạ không cần lo lắng cúc đấu la ngươi một câu ta một câu trực tiếp làm cho thiên tầm tật cảm thấy nắm chắc mười phần gật đầu nếu cung phụng điện và đại cung phụng không biết chuyện này vậy có thể xuất phát đi thôi tin đấu đại xâm lâm hồn thú mười vạn năm bản giáo hoàng tới cũng không có tiếp tục kéo dài rất nhanh thiên tầm tật liền mang theo cúc quỷ đấu la còn có bốn vị hồn đấu la rời đi giáo hoàng điện, rời đi vũ hồn thành, hướng tinh đấu đại xâm lâm mà đi. Mà ngay sau khi thiên tầm tật rời khỏi võ hồn thành, trong cung phụng điện, một lão giả tóc bạc quần áo hoa lệ giờ phút này đang ôm một tiểu cô nương tinh xảo đáng yêu chậm rãi đi vào giấc ngủ. Lão giả cùng tiểu cô nương không phải người ngoài, chính là thiên đạo lưu cùng thiên nhận tuyết. Ngay sau khi thiên nhận tuyết hoàn toàn ngủ say, một lão giả tóc vàng chậm rãi đi vào trong đại điện. Đại ca, giáo hoàng mang theo cúc quỷ đấu la còn có bốn vị hồn đấu la vừa mới rời khỏi vũ hồn thành, về phần mục tiêu, tự hồ là tinh đấu đại xâm lâm chỗ nào. Có muốn hay không? Quay đầu lại, nhìn lão giả tiến vào đại điện, thiên đạo lưu thân hình già nua đột nhiên một hồi, lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Kim ngạc, không cần để ý tới hắn, vị trí giáo hoàng này hắn cuối cùng vẫn không thích hợp, đời sau này tuyết nhi lớn lên một chút để tuyết nhi đảm nhiệm giáo hoàng là tốt rồi về phần tin đấu đại xâm lâm những tên khủng bố kia đã sớm ngủ đông không có đại sự phát sinh những tên kia sẽ không hiện thế nếu như tật nhi có bản lĩnh làm cho những tên kia thức tỉnh thật sự là có bản lĩnh nói không chừng còn có thể để cho chúng ta coi trọng hắn một cái dứt lời thiên đạo lưu một lần nữa đem ánh mắt tập trung ở trong ngực thiên nhận tuyết trên người trong ánh mắt toát ra là tràn đầy nhu tình. Kim ngạc đấu la dừng lại, cũng không ngờ đại ca mình lại nói như vậy, nhưng những chuyện này cũng không liên quan đến hắn, chuyện nhà của thiên đạo lưu, nếu không phải vì thiên tầm tật là giáo hoàng, kim ngạc đấu la cũng lười quản. Hơn nữa thiên đạo lưu nói cũng đúng, thiên tầm tật đi tới tinh đấu đại xâm lâm, mặc dù sẽ có nguy hiểm nhất định, dù sao cũng là cấp 95 phong hào đấu la, bên người còn có cúc quỷ đấu la đi theo hùng thú mười vạn năm bình thường căn bản không đủ để uy hiếp đến an toàn của bọn họ, về phần những mảnh thú kia, xác thực sẽ không bởi vì một thiên tầm tật mà tỉnh lại. Vừa nghĩ như vậy, Kim Ngạc đấu la liền tính cáo lui, ngay khi hắn đi tới cửa đại điện, muốn cất bước trời đi thì thanh âm của thiên đạo lưu đột nhiên truyền đến. Kim Ngạc, vì trích tinh lâu gần đây không có động tác gì chứ? Kim Ngạc đấu la một hồi, lập tức trả lời. Đại ca, vì trích tinh lâu kia vẫn như thường ngày, không có gì dị thường, vẫn đánh đàn dưỡng tính ở trích tinh lâu. Đại ca nếu là lo lắng, sao không trực tiếp ra tay, đem kết thúc? Không phải là không muốn, trích tinh lâu vị kia tuy rằng không phải đối thủ của ta, nhưng là ta muốn chém giết hắn, chỉ sợ phải trả giá không nhỏ đại giới, thậm chí coi như ta toàn lực xuất thủ, cũng không có mười phần nắm chắc lưu lại hắn. Dứt lời, thiên đạo lưu cũng là một trận thở dài, trích tinh lâu, đột ngột mà ra, vừa xuất thế đã làm cho thiên đạo lưu có chút bất an đối với dạ thiên thần thiên đạo lưu cảm thấy chỉ cần cho dạ thiên thần một ít thời gian nhất định sẽ trưởng thành đến mức này của hắn đến lúc đó địa vị của võ hồn điện sợ là sẽ bị khiêu chiến không nhỏ nếu là có một ngày hắn thiên đạo lưu chết đi võ hồn điện chỉ bằng vào thiên tầm tật chỉ sợ cho trích tinh lâu nhét kẻ răng cũng không đủ kim ngạc đấu la cũng tràn đầy đồng cảm một năm trước kim ngạc đấu la trời xuôi đất khiến từng có một trận chiến với dạ thiên thần, bất phân thắng bại, nhưng trích tinh lâu chủ còn trẻ, tuổi trẻ chính là vốn liếng lớn nhất. Không có nói tiếp, sau khi kim ngạc đấu la rời khỏi cung phụng điện, thiên đạo lưu cũng khẽ thở dài một tiếng, hiện tại, toàn bộ hy vọng của hắn đều đặt ở trên người thiên nhận tuyết, nếu sau này thiên nhận tuyết có thể khơi màu đại lương của võ hồng điện, thiên đạo lưu hắn liền bảo vệ chậm rãi trưởng thành. Nếu là thiên nhận tuyết không thể, Ngàn đạo lưu kia cũng chỉ có lựa chọn lấy mạng liều mạng. Cùng giả dạ thiên thần đồng quy vu tận. Nhanh, tuyết nhi cũng sắp 6 tuổi, nửa năm sau, là liều hay thủ, hết thảy đều rõ ràng. Thiên đạo lưu cảm giác không phải rất xấu bộ dáng, cút quỷ đấu la như cái đại lừa dối thích thư hữu nhớ kỷ điểm cái sưu tầm, đầu tư một chút, qua hai ngày ký kết cái gì khen thưởng vé tháng gì đó, ai đến cũng không cự tuyệt nha. Hết chương này. Chương 8 tinh đấu đại xâm lâm, một đường trong khi tiến lên. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Tinh đấu đại xâm lâm, một đường đi về phía trước bên trong. Thiên đạo lưu trong cung phụng điện tâm sự nặng nề, mà giờ phút này trong trích tinh lâu, dạ thiên thần cũng như thế. Mà tâm sự của dạ thiên thần giờ phút này cũng không phải là sầu lo trùng trùng, mà là hưng phấn vô cùng. Hắc ám, dương bạch, thiên tầm tật đã rời khỏi vũ hồn thành chưa? dạ thiên thần đứng thẳng bên cạnh lầu cát, giờ phút này ngón tay có chút trung rẩy, cái loại khát vọng lập tức sẽ đem một vị cường giả cấp bậc phong hào đấu la chém giết tràn ngập nội tâm dạ thiên thần, bản năng sát thủ nói cho hắn biết, giờ phút này hẳn là tỉnh táo nhất, thế nhưng hắn đã lâu không động thủ, lại cảm thấy có chút ngứa tay. Hồi lâu chủ mà nói, kia thiên tầm tật đã ly khai võ hồn thành, đi theo ngoại trừ cúc quỷ đấu la bên ngoài, còn có bốn vị hồn đấu la đi theo về phần cung phụng điện những trưởng lão kia chúng ta chưa từng thấy có động tĩnh gì hơn nữa căn cứ theo tin tức ám tử truyền về thiên tầm tật dường như cố ý không cho cung phụng điện biết chuyện này âm hát dương bạch nói xong nhìn về phía dạ thiên thần giờ phút này bọn họ cũng có thể cảm nhận được nhà mình lâu chủ cái loại kia khát vọng cái loại này đối với máu tươi khát vọng dạ thiên thần nhìn về phía cung phụng điện võ hồn sau khi nhìn thật sâu lập tức chậm rãi mở miệng xem ra thiên đạo lưu người này là đối với thiên tầm tật thất vọng cực độ, chuyện này có thể không gạt được lão gia hỏa thiên đạo lưu kia. Cấp 99A Thực lực khủng bố biết bao Âm hắc dương bạch bọn họ lựa chọn câm miệng, không có đáp lời, bọn họ cũng không biết nhiều như vậy, đối với ngàn đạo lưu, cũng căn bản không tiếp xúc được. Giờ phút này, trong mắt dạ thiên thần bắt đầu hiện lên đoạn ký ức kia. Lúc trước khi hắn chém giết vị phong hào đấu la kia, Vị phong hào đấu la kia vì mạng sống, tìm tới nhị cung phụng của võ hồn điện, cũng chính là kim ngạc đấu la, hy vọng có thể được hắn che chở. Kết quả chính là dạ thiên thần dưới sự chứng kiến tận mắt của kim ngạc đấu la đem vị phong hào đấu la kia chém giết, lập tức dạ thiên thần cũng không cách nào tránh khỏi phát sinh đại chiến với kim ngạc đấu la. Bằng vào thực lực mạnh mẽ cùng thiên ma cầm quỷ dị cường đại, dạ thiên thần bất quá 95 cấp chừng tu vi liền có thể miễn cưỡng ứng phó kim ngạc đấu la hai người đại chiến một ngày một đêm, cho đến khi cảm nhận được khí tức khủng bố của thiên đạo lưu đập vào mặt, dạ thiên thần mới khẩn cấp rút lui. Hiện nay, dạ thiên thần đã 96 cấp, thậm chí kém một bước có thể đạt tới 97 cấp. Nhưng là đối mặt thiên đạo lưu, hắn vẫn cảm thấy không có bất kỳ một điểm phần thắng, chỉ có thể là có đào tẩu chi lực mà thôi. Mà thiên đạo lưu từ đó về sau không có tìm qua đêm thiên thần phiền toái, dạ thiên thần cũng có thể suy đoán một hai vũ hồn điện cơ hồ chính là dựa vào thiên đạo lưu hắn, thiên gia mới có thể hùng bá đại lục lâu như vậy, nếu thiên đạo lưu cùng mình đại chiến xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho dù chỉ là trọng thương, thiên gia đều sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Thiên đạo lưu dù sao cũng đã già. Cho nên hiện tại, vô luận có hay không bị bỉ đông tới cầu hắn chuyện này, và thiên thần đều dự định mau chóng rời khỏi võ hồn thành. Nếu thật sự là thiên gia vị kia tiểu công chúa sáu tuổi thức tỉnh võ hồn sau thiên tư không đủ, nhắm mắt lại nghĩ, dạ thiên thần cũng biết thiên đạo lưu lão gia hỏa này nhất định phải liều mạng cùng mình đồng quy vu tận nguy hiểm cũng muốn chém giết chính mình. Chính mình chỉ cần chết, võ hồn điện có kim ngạc đấu la trông coi, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Nhưng nếu là tùy ý mình phát triển, sau này ngàn đạo lưu chính là muốn đồng quy vu tận phỏng chừng cũng làm không được. Phục hồi tinh thần lại, lại nhìn thoáng qua võ hồn điện thật sâu, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mũi chân dạ thiên thần nhẹ nhàng điểm một chút cả người giống như mũi tên rời cung đột nhiên bắn ra từng đạo tàng ảnh lưu lại bên người âm hát dương bạch lập tức thanh âm truyền đến xuất phát đi âm hát dương bạch liếc nhau đồng dạng giống như chim bay nhảy dựng lên gắt gao theo phương hướng dạ thiên thần rời đi điên cùng lướt đi lúc này thiên tầm tật còn không biết sinh mệnh của mình sắp kết thúc sau khi rời khỏi vũ hồn thành thiên tầm tật mang theo cúc quỷ đấu la mã không ngừng chạy về phía tinh đấu đại xâm lâm. Tinh đấu đại xâm lâm là một trong ba đại hồn thú nổi tiếng nhất đấu la đại lục. Diện tích to lớn. Cơ hồ cùng ba khắc vương quốc quốc thổ diện tích bằng nhau, vượt qua thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc 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 cảnh, trong đó, hai phần năm diện tích ở thiên đấu đế quốc. Mặt khác ba phần năm thì ở tinh la đế quốc, là một mảnh đại địa rừng rậm nguyên thủy, rừng rậm nội địa hình phức tạp, có những vùng đất ngập nước đầm lầy v v nơi đó hồn thú cũng cực kỳ đáng sợ càng tới gần rừng rậm trung ương hồn thú cũng lại càng cường đại đi vào một mảnh rừng rậm thoạt nhìn âm trầm vô cùng thiên tầm tật giờ phút này trong đầu đều là hồn thú mười vạn năm kia không chút sợ hãi tin đấu đài xăm lâm tùy thời có thể xuất hiện nguy hiểm bất quá đoàn người bọn họ cũng không có gì đáng sợ ba cái phong hào đấu la bốn cái hồn đấu la cấp bậc cường giả chỉ là trên người khủng bố khí tức, tản mát ra cũng đủ để cho năm vạn năm trở xuống hồn thú sợ hãi không tiến lên. Cho dù là hồn thú tu vi năm vạn năm trở lên, bởi vì có không ít linh trí, cũng sẽ không ngốc đến mức tìm phiền toái. Giáo hoàng bệ hạ, căn cứ tin tức truyền đến, hiện giờ đường hạo đang mang theo hồn thú 10 vạn năm giấu ở bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm, bất quá sau khi bị một ít hồn sư phát hiện, đường hạo tự hồ xâm nhập một ít. Chúng ta tìm kiếm cũng phiền toái không ít giáo hoàng bệ hạ, lão quỷ nói xác thực như thế, bất quá đường hạo kia cũng không phải kẻ ngốc, tình đấu đại xâm lâm chỗ sâu có thể so với xã hội loài người nguy hiểm hơn nhiều. Thuộc hạ đoán đường hạo sẽ không xâm nhập vào vị trí trung tâm. Gật đầu, nghe cúc đấu la nói như vậy, thiên tầm tật cũng hơi suy tư một phen. Tinh đấu đại xâm lâm to lớn như thế, cho dù chỉ là địa phương bên ngoài, cũng đủ để bọn họ tìm kiếm thật lâu. Đường hạo lần cuối cùng xuất hiện là ở nơi nào? thiên tầm tật mang theo nghi vấn nhìn về phía cúc quỷ đấu la giáo hoàng bệ hạ nghe nói lần cuối đường hạo xuất hiện là ở trong hẻm núi thiên tầm tật tự tin cười đi tới hẻm núi kia nếu hồn thú mười vạn năm bên cạnh đường hạo có thai thì không thể rời đi quá xa đường hạo người này cỡ nào tự tin lại làm sao sẽ nghĩ đến có người sẽ tới tìm hắn phiền toái hiện tại chạy đi nhất định có thể tìm được bọn họ dứt lời thiên tầm tật vung tay lên, để cút quỷ đấu la dẫn đường, rất nhanh bảy người liền hóa thành từng đạo khủng bố bóng dáng, nhanh chóng xuyên qua ở trong rừng rậm. Sau khi bọn họ đi rồi, một thân hình mờ ảo từ trên chín tầng trời chậm rãi hạ xuống, mũi chân nhẹ nhàng nổi trên lá rụng, không hề phát ra một chút âm thanh nào. Thiên tầm tật, nguyên lai like ngươi tới tinh đấu đại xâm lâm, là vì hồn thú mười vạn năm. Ha ha, trách không được, ngươi cái này ngày thường không làm gì giáo hoàng cư nhiên cũng cam lòng rời khỏi võ hồn thành hồn thú mười vạn năm có thai đường hạo hạo thiên tông thú vị thú vị chỉ chốc lát sau lại có hai đạo thân ảnh đi tới rõ ràng chính là hai vị cung phụng âm hát dương bạch lâu chủ không ngờ có hồn thú mười vạn năm xuất thế âm hát dương bạch nhìn thiên tầm tật đi xa bọn họ cũng là trong lòng chấn động không nghĩ tới võ hồn điện tin tức linh thông như vậy, vậy mà còn có 10 vạn năm hồn thú tin tức. Gật gật đầu, dạ thiên thần ngược lại là không sao cả, hắn chính cái hồn hoàng đều có, tự nhiên đối với 10 vạn năm hồn thú không có quá nhiều hứng thú. Hơn nữa, thiên ma cầm của hắn đặt thù chỗ, cũng ở chỗ có thể tăng lên hồn hoàng niên hạn. Thiên ma cầm, ma là gì? Tổn hại người khác mà lợi chính mình, thông qua hấp thu hồn thú tinh huyết thần hồn, hoặc là hồn sư hồn lực hồn hoàng, đều có thể trưởng thành. Tốt lắm, chớ có kinh ngạc, lại đuổi theo nhìn xem chính là, các ngươi đề cửu hồn hoàng, có lẽ cũng có thể là 10 vạn năm cấp bậc. Mặc kệ âm hắc dương bạch vẻ mặt kinh ngạc không thôi dạy ra biểu tình, dạ thiên thần hóa thành một đạo bóng đen biến mất tại chỗ. Bất chấp khiếp sợ, hai người âm hắc dương bạch mang theo ý cười vội vàng, vội vàng đuổi theo. Nếu như không có 10 vạn năm hồn thú cùng đường hạo chuyện này xuất hiện, có lẽ hiện tại dạ thiên thần có thể đem thiên tầm tật lưu lại nơi này nhưng tin tức hồn thú mười vạn năm quả thật có chút ý tứ nhân loại cùng hồn thú kết hợp dạ thiên thần ngẫm lại cũng cảm thấy có chút tò mò hơn nữa còn có hạo thiên tông liên lụy nói không chừng còn có niềm vui ngoài ý muốn bởi vậy dạ thiên thần cũng không vội động thủ bọ ngựa bắt ve chim sẻ vàng ở phía sau ngồi hưởng ngư ông chi lợi chẳng phải đẹp sao hiện tại một ngày hai canh năm ngàn chữ, hoặc là canh ba bảy ngàn năm, mọi người thích phiền toái bỏ phiếu đề cử sưu tầm đầu tư gì đó, cổ vũ tác giả một chút đi. Hết chương này. Chương 9 Mệnh trung chú định kiếp, A Ngân đường hạo hiện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Định mệnh kiếp, A Ngân đường hạo hiện. Trong tinh đấu đại xâm lâm, giờ phút này chính là mưa to tầm tả trong một mảnh rừng rậm, thiên tầm tật còn có cúc quỷ đấu la trong nháy mắt liền từ trên tán cây chạy như bay mà qua. Phía sau bọn họ, bốn vị bác hoàng hồn đấu la cấp bậc cường giả thi triển võ hồn, mới miễn cưỡng đuổi kịp phía trước ba vị phong hào đấu la. Đi ngang qua địa phương, vô luận là hồn thú hay là một ít đến tinh đấu đại xâm lâm săn lấy hồn hoàng hồn sư, một đám đều bị cái kia cường hãn khí tức dọa rung lẫy bẫy. Mà Dạ thiên thần cùng âm hắc dương bạch hai vị cung phụng, còn lại là nhàn nhã lửng thững không nhanh không chậm đi theo phía sau thiên tầm tật bọn họ lâu chủ thiên tầm tật này cũng đã tìm kiếm ba ngày thời gian còn không có một chút mười vạn năm hồn thú dấu vết chúng ta có muốn hay không trực tiếp động thủ sau lưng dạ thiên thần vẻ mặt âm u bình tĩnh nói âm hắc ngươi quá vội vàng mười vạn năm hồn thú há có thể dễ dàng bị thiên tầm tật bọn họ phát hiện như vậy huống hồ ba ngày này bọn họ cũng không có triển khai cẩn thận điều tra tự hồ là biết cái kia mười vạn năm hồn thú cụ thể chỗ ở. Hay là chờ một chút đi. Dạ thiên thần không có đáp lời, âm hắc người này cũng không phải thật sự muốn nhanh chút chém dết thiên tầm tật, bất quá là bởi vì hôm qua âm hắc đột phá cấp 90, muốn chính mình nhanh chút giúp hắn săn lấy hồn hoàng mà thôi. Mà Dương Bạch lại cảm thấy hứng thú với hồn thú mười vạn năm, hai người chưa nói tới đúng sai bất quá dạ thiên thần chính mình đối cái này mang thai mười vạn năm hồn thú vẫn là cảm thấy hứng thú. Âm hắc, bình tĩnh một chút chớ nóng nảy, nồng nóng không ăn được đậu hũ nóng, là một sát thủ đủ tư cách, ngươi còn cần tôi luyện tính tình một chút mới được. Theo dạ thiên thần lên tiếng, âm hắc gật gật đầu, lâu chủ nhà mình lên tiếng, âm hắc kia chỉ có thể chấp hành vô điều kiện. Ngay tại dạ thiên thần cùng âm hắc dương bạch đàm luận trong lúc, thiên tầm tật bọn họ cũng rốt cục xuyên qua mảnh rừng rậm này đi tới đường hạo đã từng xuất hiện qua chỗ kia trong hẻm núi đứng trên đỉnh núi thiên tầm tật nhìn hẻm núi mênh mông vô bờ phía dưới trong lòng có chút kích động đến rồi chính là nơi này bản hoàng thậm chí đã cảm nhận được khí tức khiến người ta chán ghét của đường hạo nghe được thiên tầm tật hưng phấn như thế cúc quỷ đấu la cũng là rất kích động chuyện này nếu là làm tốt hai người bọn họ sau này ở võ hồn điện địa vị có thể liền tăng lên thật lớn giáo hoàng bệ hạ đã như vậy ta cùng lão quỷ liền tách ra tìm tòi đường hạo còn có cái kia mười vạn năm hồn thú giáo hoàng bệ hạ mang theo bốn vị hồn đấu la còn lại cùng nhau tìm kiếm chỉ cần phát hiện đường hạo bất kể bên nào chúng ta đều có thể nhanh chóng dính chặt lấy nó đến lúc đó hồn thú mười vạn năm chấp cánh cũng khó bay gật gật đầu thiên tầm tật không có ý kiến gì lúc này khẳng định không có khả năng để cho bốn vị hồn đấu la đơn độc tìm tòi để tránh đã thảo kinh xà hai người cúc quỷ đều là cường giả phong hào đấu la thiên tầm tật cũng yên tâm như thế cứ làm như vậy cúc đấu la quỷ đấu la việc này nếu thành đợi trở lại võ hồn điện bổn hoàng tự mình thỉnh công cho hai người các ngươi xuất phát đi nói xong thân hình cúc quỷ đấu la chấn động hóa thành hai đạo lưu quan hướng trong hạp cốc nhảy xuống thiên tầm tật cùng bốn hồn đấu la khác cũng không nhàn rỗi trực tiếp từ trên vách núi nhảy xuống triển khai tìm kiếm đợi bọn họ rời đi vài phút sau dạ thiên thần cùng âm hắc dương bạch hai vị cung phụng giờ phút này cũng đứng ở trên vách núi lâu chủ xem ra hồn thú mười vạn năm ẩn nấp trong hẻm núi này rồi chúng ta cũng phải đi tìm một phen hay không dương bạch hỏi cẩn thận từng ly từng tí lâu chủ đại nhân nhà mình tính tình cũng không tốt lắm hắn mới không liều lĩnh như âm u nhìn đi xa thiên tầm tật bọn họ dạ thiên thần giờ phút này khẽ mỉm cười mặc kệ thiên tầm tật có thể hay không tìm được mười vạn năm hồn thú chỗ hẻm núi này vừa vặn có thể làm thiên tầm tật tán thân nơi không cần hai người các ngươi ở lại nơi này tu luyện là được về phần thiên tầm tật để cho bọn họ đi tìm cái kia mười vạn năm hồn thú đi hy vọng bọn họ thật sự có thể tìm được Dứt lời, dạ thiên thần ngồi xếp bằng trên vách núi, thiên ma cầm trong tay chật hiện, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, theo ngón tay kích thích trên dây đàn, một trận tiếng đàn dễ nghe bắt đầu chậm rãi truyền đến. Âm hát dương bạch thấy thế, cũng là học theo, ngồi xếp bằng ở vách núi hai bên, lặng lặng mà bắt đầu tu luyện. Nếu lâu chủ bọn họ cũng không sốt ruột, bọn họ cần gì phải hoang mang rối loạn chứ? mà thiên tầm tật ở trong rừng rậm tìm kiếm đường hạo cùng mười vạn năm hồn thú tung tích giờ phút này căn bản không biết tánh mạng của hắn sắp bắt đầu đếm ngược tiến vào hẻm núi không lâu thiên tầm tật liền phát hiện một ít dấu vết để lại trong hẻm núi này nhất định có người đã tới nhìn lửa trại trên mặt đất đã sớm tắt không biết bao lâu thiên tầm tật như có điều suy nghĩ ngay khi đám người thiên tầm tật đang cố gắng tìm kiếm đường hạo giờ phút này sau một thác nước cách đám người thiên tầm tật hơn mười dặm đường hạo đang sốt ruột chờ đợi a à ngân người đang kiên trì kiên trì cũng nhanh hài tử của chúng ta cũng sắp xuất thế ngay khi đường hạo cổ vũ theo một tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên hài tử của đường hạo và hồn thú mười vạn năm lâm ngân hoàng cũng rốt cục xuất thế a à ngân đường hạo vội vàng chạy tới bên cạnh lâm ngân hoàng dùng khăn lụa bọc kỹ hài tử mới ra đời vẻ mặt nhu tình như nước nhìn nam đồng gào khóc trong lòng hạo ca con của chúng ta đương hạo lúc này rất kích động vội vàng đưa đứa bé trong tay đến tay lâm ngân hoàng a à, ngân vất vả cho ngươi rồi hạo ca không vất vả tất cả đều đáng giá nói xong đứa bé trong tay nàng thoáng chốc khóc càng lớn hơn hạo ca tiểu tử kia đoán chừng là đói bụng nhưng là đứa nhỏ vừa sinh ra ta còn không có sữa mẹ Lam Ngân Hoàng vẻ mặt khó xử, nhìn đường hạo, vẻ mặt ấy nấy khiến lòng đường hạo mềm nhũng. Không sao, A Ngân, ngươi trước ông hài tử, đợi ta đi ra ngoài tìm một con vú kỳ hồn thú là được. Dứt lời, đường hạo thân thể chấn động, trực tiếp xuyên qua thác nước, đi vào trong rừng rậm. Bắt đầu tìm kiếm hồn thú đang trong thời kỳ bú. Mà biểu tình của A Ngân cũng có chút vi diệu, ngơ ngác nhìn đường hạo rời đi. Chỉ chốc lát sau, Đường Hạo liền phát hiện một con tật phong báo khoảng ngàn năm, xem ra vừa vặn đang trong thời kỳ bú sữa mẹ. Hưng phấn rất nhiều, Đường Hạo trực tiếp phóng thích võ hồn. Áp lực hồn đấu la cấp 89 trút xuống. Áp lực của Hạo Thiên truy khổng lồ như thủy triều khiến tật phong báo khoảng ngàn năm này bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất, không có chút năng lực phản kháng nào, ngay cả đứng lên chạy trốn cũng không làm được. Ha ha ha. Tật phong báo nho nhỏ, còn không phải dễ như trở bàn tay trong lòng vui vẻ đường hạo vội vàng tiến lên cầm tật phong báo khoảng ngàn năm này trong tay trong vài hơi thở liền biến mất tại chỗ mà đường hạo làm sao cũng không nghĩ tới chính là hành vi này của hắn làm cho hắn cùng lâm ngân hoàng lâm vào trong vũng buồn tìm kiếm thật lâu thiên tầm tật vốn trong lòng đã bắt đầu rút lui cảm thấy có phải suy đoán của mình xảy ra vấn đề hay không đường hạo và hồn thú mười vạn năm căn bản không có ở lại trong hẻm núi này nhưng ngay khi thiên tầm tật muốn triệu hồi cúc quỷ đấu la đi nơi khác tìm kiếm một trận chấn động hồn lực mãnh liệt trong nháy mắt làm cho thiên tầm tật thiếu chút nữa hưng phấn nhảy dựng lên đây là hồn lực ba động cấp bậc hồn đấu la mùi vị của hạo thiên truy đường hạo a à đường hạo không nghĩ tới ngươi lại thật sự trốn ở trong hẻm núi này trời giúp ta trời giúp ta đông nhi chờ một chút không bao lâu nữa ta sẽ mang hồn thú mười vạn năm đến cho ngươi ha 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 ha! Cổ hồn lực dao động mãnh liệt này tự nhiên không chỉ là thiên tầm tật cảm nhận được, cút quỷ đấu la cũng cảm nhận được cổ dao động này. Bất quá hai người bọn họ cũng không có tự tiện hành động, mà là trở về bên người thiên tầm tật. Giáo hoàng bệ hạ, ngài thật sự là thần cơ diệu toán a! Đường Hạo này lại chủ động bài lộ hồn lực ba động, quả nhiên là trời cao cũng muốn giáo hoàng bệ hạ bắt hồn thú mười vạn năm này. Vừa về tới bên người thiên tầm tật. Cúc đấu la đối với thiên tầm tật chính là một trận rắm cầu vồng, nghe thiên tầm tật ám sản không thôi. Lạnh lùng nhìn về hướng hồn lực ba động của đường hạo truyền đến, khóe miệng thiên tầm tật cười tà mị. Đường hạo ngay tại phía trước, mười vạn năm hồn thú cũng chạy không thoát, đi. Giết đường hạo, bắt mười vạn năm hồn thú. Dứt lời, thiên tầm tật dẫn đầu, trực tiếp lướt đi, cúc quỷ đấu la liếc mắt nhìn nhau, hưng phấn không thôi cũng hướng về thiên tầm tật phương hướng chạy nhanh mà đi còn lại bốn vị hồn đấu la cũng là học theo đi theo mà giờ phút này ở trên đỉnh núi khi dạ thiên thần cảm giác được hạo thiên truy kia của đường hạo dao động độc đáo cười lạnh một tiếng động tác trong tay thình lình đình chỉ trong nháy mắt tiếng đàn dừng lại thân thể dạ thiên thần cũng trực tiếp bay lên trời chỉ để lại hai người âm hắc dương bạch vẻ mặt ngơ ngác đứng tại chỗ sau khi kịp phản ứng vội vàng lao về phía lâu chủ nhà mình bay đi giống như phong hào đấu la cũng không có quá trâu bò, chiến lực huyền huyễn vẫn còn thấp một chút, một ít miêu tả cũng không thể quá khoa trương, có chút khó chịu. Mọi người thích nhớ đầu tư một chút, cất giữ một chút, phiếu đề cử vé tháng mau mau bỏ phiếu. Hết chương này. Chương 10 Hiến tế hạo thiên thành, áo choàng lưu tinh chủ y. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 hiến tế hạo thiên thành, áo choàng lưu tinh chủ y trái lại bên này, đường hạo tay cầm tật phong báo, chỉ chốc lát sau đã trở về phía sau thác nước. a à, ngân, ta tìm được một con tật phong báo có vú, vừa vặn có thể nuôi nấng tiểu tử kia. nói xong, đường hạo vung tay, tật phong báo sụi lơ không thể cử động. lam ngân hoàng nhìn thoáng qua tật phong báo ngàn năm, trong lòng một trận nhu tình. hạo ca, vất vả cho anh rồi. đường hạo sờ sờ đầu, vẻ mặt không sao cả cười cười bất quá trong ánh mắt quả thật đột nhiên tinh quang chợt lóe lên sau đó lại trở nên ôn nhu rất nhanh đường hạo liền ông tiểu đường tam vừa mới sinh ra đi tới bên người tật phong báo bắt đầu để cho hắn há to miệng mút sau khi ăn uống no đủ tiểu đường tam cũng ngừng khóc đúng lúc này bên ngoài thác nước thiên tầm tật cùng cúc quỷ đấu la còn có bốn vị hồn đấu la đã đến cảm nhận được khí tức hồn thú mười vạn năm ở phía sau thác nước thiên tầm tật hưng phấn không thôi đường hạo còn không mau ra đây chịu chết theo tiếng trống giận của thiên tầm tật trong sơn cốc chim bay không ngừng đường hạo cũng lập tức nổ tung trực tiếp phá vỡ thác nước mặt đối mặt với đám thiên tầm tật đường hạo nhìn phong hào đấu la bốn phía nắm tay siết chặt trong lòng phát khổ đường hạo các ngươi trốn không thoát đâu giao hồng thú mười vạn năm ra đây tà thà cho ngươi một con đường sống nếu không ngươi sẽ tự chịu diệt vong thiên tầm tật thanh âm vang dội, thần thánh uy nghiêm, ở trong sơn cốc không ngừng vang vọng. Thiên tầm tật, muốn mang A Ngân đi, trừ phi bước qua thi thể của ta. Mặc dù đối mặt với phong hào đấu la, đường hạo vẫn biểu hiện rất kiên cường. Đường hạo nhìn A Ngân mệt mỏi suy yếu bên trong thác nước, cùng đứa con trai trong lòng bà. Sâu trong đáy mắt hắn hiện lên thống khổ hối hận. Phải, hắn hối hận. Bởi vì tất cả đều là hắn dẫn đến cũng bởi vì hắn không có ngăn cản được lòng tham lam trong lòng. Hồn hoàng mười vạn năm hấp dẫn, hắn không chịu nổi. Đường hạo rất rõ ràng mình rất yêu A Ngân, nhưng trong đầu luôn có một cổ lực lượng vô hình đang vô tri vô giác thay đổi suy nghĩ của hắn, thúc giục hắn đi về phía tham lam. Hắn đã sớm bước vào phong hào, chỉ là vẫn dùng hạo thiên tông bí pháp áp chế ở cấp 89, chỉ cần một cái thứ chính hồn hoàng, hắn lập tức có thể thành tựu chân chính phong hào đấu la cho nên hắn mưu đồ hết thảy, hắn làm rất bí mật, tự nhận là việc này chỉ có chính hắn biết. Đoàn người thiên tầm tật đến cũng là bởi vì hắn âm thầm tiết lộ tin tức nguyên nhân, nếu không cũng không đến mức lưu lạc tới bây giờ bước hiểm địa này. Là hắn hại An Ngân. Bất quá, hiện tại, hắn chuẩn bị dùng tính mạng của mình để đền bù. Đường hạo siết chặt hạo thiên truy trong tay, muốn phát động công kích phủ đầu. Tốt lắm, vậy chuẩn bị sẵn sàng chịu chết đi, đường hạo động thủ thiên tầm tật nhìn ra đường hạo không có ý thỏa hiệp trực tiếp hạ lệnh động thủ nguyệt quang kim nhị phiếm lưu hà quỷ mị quỷ ảnh địa đàm thủ hai vị cúc quỷ phong hạo đấu la hồn hoàng lập tức phát động công kích loạn áo choàng đường hạo vung búa lên chồng lên lực lượng một chù y mạnh hơn một chù y trước sau liều mạng đánh lui hai người thiên sứ quan nhận Lúc này, hiro cũng phát động công kích, lưỡi kiếm khổng lồ bổ thẳng xuống. Lăng thiên nhất kích. Đường hạo đem sức mạnh của áo choàng đến cực hạn, hung hăng đánh với thiên tầm tật. Âm. Thanh âm đinh tai nhức óc chợt vang vọng sơn cốc, đối với cương phong mãnh liệt sinh ra phá hủy rừng cây trong sơn cốc, cự thạch trên núi cũng không ngừng chấn rơi. Lần đấu này, thiên tầm tật bị chu y bay lùi lại mấy chục trượng, sắc mặt cực kỳ khó coi hắn thế nhưng rơi vào hạ phong. Mà đường hạo cũng không dễ chịu, một kích rất mạnh kết thúc, lúc này phun ra một ngụm máu tươi lớn, dĩ nhiên bị trọng thương. Dù sao cũng là bác hoàng hồn đấu la đấu với cửu hoàng cấp 95 siêu cấp đấu la. Lực bật tuyệt học của hạo thiên tông quả thật cường hãn, nhưng cũng có phản phệ rất mạnh. Hai cực tỉnh chỉ lĩnh vực. Mắt thấy trong khoảng thời gian ngắn không thể bắt được đường hạo, Ngụy quan cùng quỷ mỹ lúc này mười ngón tay đang vào nhau, Ông nhau, phát động võ hồn dung hợp kỹ. 18 hồn hoàng trên người hai người đột nhiên được thắp sáng toàn bộ, một vòng sáng màu trắng trong nháy mắt khuếch tán, đường hạo trực tiếp bị giam cầm không thể nhúc nhích. Thứ vũ hồn điện muốn còn không ai có thể ngăn cản. Đường hạo, chuẩn bị tốt trở thành bổn tọa leo lên đỉnh cầu thang đá đạp chân đi. Thiên tầm tật đạp bước trên không trung, chậm rãi nói, thanh âm vang vọng sơn cốc. Thiên sứ thánh kiếm thiên tầm tật bắt lấy đường hạo tạm thời bị giam cầm cơ hội thiên sứ thánh kiếm ném ra muốn đem đường hạo một kích giết chết kết thúc rồi đường hạo nhưng mà hắn không thể như nguyện a à, ngân ra tay thiên sứ thánh kiếm tại một khắc sắp đâm thủng đầu đường hạo kia mấy cây dây leo lầm ngân hoàng phá đất mà ra cuốn quanh ở trên đó khiến cho hắn không cách nào tiến thêm chút nào a à, ngân nắm chặt tay thiên sứ thánh kiếm trong khoảnh khắc bị khuấy nát thành mưa ánh sáng đầy trời thả hắn ra ta đi theo các ngươi a à ngân đi tới chắn trước người đường hạo có thể thiên tầm tật cân nhắc một hồi lâu đồng ý chỉ cần a à ngân đi theo bọn họ mục đích cũng coi như đạt thành giết đường hạo cũng không có lợi gì đường hạo dù sao cũng là truyền nhân của hạo thiên tông đệ nhất thiên hạ không cần phải vì đường hạo và hạo thiên tông mà liều chết nghe vậy mấy người vũ hồn điện cũng không tiến hành công kích nữa buông đề phòng a à ngân đừng đi theo bọn họ nghe a à ngân nói muốn đi theo người của vũ hồn điện đường hạo cúng quyết hô a à ngân không nói gì nàng thúc giục dây leo làm ngân hoàng giam cầm đường hạo trên mặt đất sau đó xoay người đặt đứa bé vào trong lòng hắn a à ngân không xứng đáng là ta hại ngươi đường hạo không thể nhúc nhích trơ mắt nhìn hành động của a à ngân nước mắt hối hận chảy xuống a ngân nhàn nhạt lắc đầu hạo ca kỳ thật ta biết ngươi đối với hồn hoàng của ta cũng có ý tưởng đúng không bạn không cần phải phủ nhận nó ta phát hiện có mấy lần ánh mắt ngươi trong lúc vô ý nhìn ta đều có cái gì đó không thích hợp đó là một loại ánh mắt rất xa lạ khát máu tham lam chỉ là ta không muốn tin mà thôi bởi vì anh yêu em cũng lựa chọn tin tưởng em tôi biết tôi ngu ngốc tôi không trách anh còn nữa đoạn đường này cảm ơn anh đã làm bạn em biết anh đang bù đắp cho em mấy ngày nay em sống rất vui vẻ chỉ là đến lúc kết thúc rồi anh hạo đây là lần cuối cùng em gọi anh như vậy nếu ngươi cũng muốn hồn hoàng của ta ta đây liền cho ngươi đi hãy chăm sóc tốt cho con của bạn a ngân lệ rơi đầy mặt sau đó quyết tuyệt phát động hiến tế không cần a ngân không cần Đường hạo lớn tiếng la lên, thoát khỏi trói buộc, muốn ngăn cản. Không tốt. Nàng muốn hiến tế. Mau ngăn cản nàng. Thiên tầm tật còn có cúc quỷ đấu la bốn vị hồn đấu la căn bản không có dự liệu được loại tình huống này, sự việc xảy ra đột nhiên, tất cả mọi người ngẩn người, thiên tầm tật trước hết phản ứng lại, lớn tiếng nhắc nhở sau đó dẫn đầu ra tay, thiên sứ thánh kiếm lúc này chém ra một đạo kim quan cường đại lập tức mấy người đều phát động công kích cường đại. Tuy nhiên, đã quá muộn. Một khi sự hy sinh đã bắt đầu, nó không thể dừng lại. Tạm biệt. Đôi môi đỏ mộng của A Ngân khép mở truyền ra âm thanh cuối cùng. Không. Khóe mắt đường hạo muốn nứt ra, quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời kêu đau. Ngay sau đó, một cái lam ngân quan quyển trong phút chốc bao phủ cả mảnh thiên địa tất cả mọi người và sự vật trong vòng sáng đều dừng lại trong khoảnh khắc, giống như thời gian ngừng lại. Hiệu quả này còn đáng sợ hơn cả vũ hồn dung hợp kỹ của cúc đấu la và quỷ đấu la. Tất cả nhân viên vũ hồn điện, kể cả giáo hoàng thiên tầm tật mạnh nhất đều không thể nhúc nhích, tất cả công kích đều bị giam cầm trong hư không. Cho đến khi, thân thể A Ngân hóa thành một hồn hoàng đỏ như máu, khoác lên hạo thiên truy trong tay đường hạo. Lam Ngân quan quyển theo đó tản đi, mọi người mới khôi phục hành động. Thân ảnh A Ngân không còn tồn tại, chỉ còn lại một hạt giống và một khối hồn cốt lấp lánh ánh sáng làm Ngân rơi xuống đất. A Ngân, không. Đường Hạo trơ mắt nhìn A Ngân hiến tế, hắn chiếm được hồn hoàng của A Ngân, nhưng hắn cũng không có một tia vui vẻ, hắn một tay che mặt, cúi thấp đầu, lâm vào hối hận cùng tự trách thật sâu, nước mắt từ trong hai mắt không ngừng tuôn ra, nhỏ xuống trên người đứa bé trong lòng. Mọi người vũ hồn điện thấy chuyện đã không thể làm, có vẻ uể oải. Đáng giận. Thiên tầm tật huy động thiên sứ thánh kiếm, chém xuống vài cái đỉnh núi nhỏ, phát tiết lửa giận. Cúc quỷ hai vị phong hào đấu la đối với A Ngân Lưu lại lâm ngân hạt giống không có hứng thú, mà là gắt gao nhìn chầm chầm quan mang lóe ra hồn cốt, đó là chân phải lâm ngân hoàng mười vạn năm. Hai người trong mắt nhau nhau lộ ra vẻ tham lam, bất quá bị thiên tầm tật tàn nhẫn trừng mắt, lại phẫn nộ thu hồi lại vũ hồn điện, hay cho một vũ hồn điện, ta cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. a à. Lúc này, thiên tầm tật phát ra hồn lực kim quang, đánh thức đường hạo, hắn mở to miệng phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, thanh âm giống như đến từ tu la địa ngục. Tình yêu và ấy nấy đối với A Ngân, còn có hối hận và thống khổ của mình, toàn bộ hóa thành lửa giận vô tận. Đường hạo chợt ngẩng đầu, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ tươi một mảnh, khí thế trên người không ngừng tăng lên, trực tiếp vượt qua 90 cấp, sau đó 91 cấp, cuối cùng dừng lại ở 92 cấp, uy áp thuộc về phong hào đấu la trong nháy mắt quét ra. Vết thương trên người hắn cũng được chữa lành trong chốc lát. Đường Hạo hẳn là có chút ý tứ này. Hết chương này.